Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 33. Bởi vì ta không cần thiết chạy. Lời nói bình tĩnh của Tiêu Phàm quanh quẩn trong hư không, nhưng đến tai đám người Hoa Thiên Minh lại như sự châm chọc cực lớn, nụ cười khinh thường của Tiêu Phàm khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Đúng vậy đấy, ngươi không cần thiết chạy, bởi vì ngươi căn bản chạy không thoát, dù có như thế nào thì nhất định phải chết. Thần sắc Hoa Thiên Minh băng lãnh, trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Tốc chiến tốc thắng, Hoa gia tam trưởng lão cau mày một cái, hắn luôn cảm giác khí tức trên người Tiêu Phàm có chút không thích hợp, khiến hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Giết, phất tay, bốn người bên cạnh Hoa gia tam trưởng lão nhao nhao phóng lên tận trời, hồn lực đáng sợ tỏa ra, chấn động đến hư không đều run rẩy một trận, bốn người đều là tu vi chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên, trong đó có hai người còn là chiến hoàng đỉnh phong. Nếu đổi lại một người khác, thật đúng là không phải đối thủ bốn người bọn hắn, lại càng không cần phải nói nơi xa còn có Hoa Thiên Minh và Hoa gia tam trưởng lão nhìn chằm chằm. Ngươi nói không sai, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, giống như nói mê, cũng đúng lúc này, tứ đại cao thủ chiến hoàng cảnh đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, chiến kỹ chói lọi hung mãnh sắp bao phủ lấy Tiêu Phàm. Kiếm chi luật động, một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm rốt cục động. Rút tu la kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo bạch sắc thần hồng chợt lóe lên rồi biến mất, hư không hơi rung động, từng đạo kiếm khí gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm dập dờn xuất hiện. Quỷ dị là, tứ đại chiến hoàng tới gần Tiêu Phàm tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài, hồn binh trong tay bọn hắn tới gần ba thước bên ngoài Tiêu Phàm cũng không mảy may vào được. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, hư không máu văng tung tóe. Từng đạo huyết kiếm từ cơ thể tứ đại chiến hoàng cảnh của Hoa gia bắn ra, trong mắt bốn người đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kiếm khí quỷ dị kia vậy mà bắn ra từ trong cơ thể bọn hắn, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy tiếng kêu thảm, tứ đại cao thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tất cả đều mất mạng, thi thể tức thì bị vô số kiếm khí chém đến vỡ nát. Nơi xa, Hoa Thiên Minh cùng Hoa gia tam trưởng lão sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ thấy chiến kỹ quỷ dị như vậy. Lại từ bên trong công sát địch nhân ra ngoài, một kiếm dạng này, ai có thể đỡ nổi? Hoa Thiên Minh, các ngươi không phải nói tốc chiến tốc thắng sao? Tới đây, Tiêu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, tựa như làm một việc rất nhạt nhẽo vậy. Trên mặt càng mang theo vẻ khinh thường, từ lần thứ nhất gặp gỡ Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm liền không đem hắn để ở trong mắt. Chỉ là ở Long Hoàng Đế Đô, hắn thân bất do kỷ. Tốc chiến tốc thắng, Hoa Thiên Minh nghe vậy, cảm giác trên mặt nóng bỏng, thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, không được, nói cho đúng là thực lực huyền hoàng vượt qua tưởng tượng hắn. Không phải nói luyện dược sư bởi vì đem phần lớn thời gian đặt vào việc luyện dược, tự thân thực lực đều sẽ không ra sao ư. Làm sao tên huyền hoàng này biến thái như thế, chiến hoàng cảnh lại có thể chém giết chiến hoàng đỉnh phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Con ngươi Hoa gia tam trưởng lão đục ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không tin, một hạng người vô danh như hắn lại cường đại như thế. Là thất phẩm luyện dược sư thôi mà chiến lực cũng kinh người như thế, đây hoàn toàn là yêu nghiệt, tuyệt đối không thể vô danh. Chờ lúc ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, hồn lực cuồn cuộn hướng về Tu La kiếm hội tụ, hướng thẳng đến Hoa gia tam trưởng lão đánh tới. Về phần Hoa Thiên Minh hoàn toàn đã bị Tiêu Phàm coi thường, điều này khiến Hoa Thiên Minh nhe răng trợn mắt. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không một chút e ngại, một cước bước qua hư không, một quyền đánh tới, trên nắm đấm hắn lóe ra kim sắc quang mang. Một cỗ khí tức cuồng bá khuấy động hư không, dù là cách nhau mấy chục trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trên bá đạo quả đấm này. Tam trọng quyền ý, còn ẩn chứa một tia ý chí huyền ảo. Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng bị kích thích hung ác. Tam trọng quyền ý Tiêu Phàm còn không sợ nhưng một sợi ý chí kia ngay cả hắn cũng có chút không chịu được. Thực lực lão già này không hề yếu so với chiến hoàng cảnh hỏa hoàng lúc trước, có lẽ đã là bán bộ chiến đế cảnh. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Có điều, hắn cũng không phải Tiêu Phàm lúc trước nữa, sau một khắc, sát phạt chi ý cuồn cuộn tản ra, hủy diệt chi ý càng dung nhập vào bên trong Tu La kiếm. Hô hô, vô số kiếm khí gào thét quấn lấy Tiêu Phàm, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy kiếm khí thực chất hóa tạo thành từ từng tia từng sợi.
Hơn nữa, mỗi một tia, mỗi một sợi đều không đụng vào nhau, có thể tưởng tượng lực khống chế Tiêu Phàm đáng sợ như thế nào. Tiêu Phàm vừa mới lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng tam trọng khoái mạn chi ý, lúc đối mặt với Hoa Gia Tam trưởng lão, căn bản không chút e ngại, ngược lại tràn ngập một vẻ chờ mong. Bởi vì vòng thứ hai sát phương thí luyện tiến hành là nhiệm vụ thí luyện, vượt qua cảnh giới càng lớn, điểm tích lũy càng nhiều. Mặc dù Tiêu Phàm không biết diệt sát bán bộ chiến đế xem như vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng nếu như ngay cả hoàn cảnh này cũng vượt qua không được, Tiêu Phàm hắn muốn đi vào vòng thứ ba, đoán chừng độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, chính diện chém giết cùng ám sát lại không giống nhau, chỉ là ở trong mắt Tiêu Phàm, đây cũng một dạng, không khác nhau quá nhiều. Có thể trực tiếp chém giết hoàng phủ chiến hoàng thì không chừng có thể ám sát cường giả giết chết chiến đế sơ kỳ cũng nên. Sát phạt chi kiếm, thời khắc quyền kia tới gần Tiêu Phàm hơn một trượng, Tiêu Phàm cũng không dám lại giữ lại, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Theo một tiếng nói khẽ, cả người Tiêu Phàm biến mất, Hoa Gia Tam trưởng lão cùng Hoa Thiên Minh chỉ thấy một đạo bạch sắc tàn ảnh xẹt qua hư không rất giống bị một kiếm mở ra. Một kiếm kia, sắc bén tuyệt thế, lăng lệ, cơ hồ khiến người ta tuyệt vọng. Nắm đấm Hoa Gia Tam trưởng lão đột nhiên biến mất. Cả người tựa như trong nháy mắt ngơ ra, đứng trên hư không không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nói, người rốt cuộc là ai? Một người chết, biết thì có thể làm gì? Bang một tiếng, Tu La kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm không nhìn Hoa Gia Tam trưởng lão, chậm rãi hướng về Hoa Thiên Minh ở cách đó không xa. Hoa Thiên Minh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một kiếm vừa rồi ngay cả Tam trưởng lão đều bị Tiêu Phàm giết chết, hắn sao có thể làm đối thủ được? Hô! Hoa Thiên Minh nghĩ cũng không nghĩ liền nhấc chân chạy, giờ phút này còn không chạy, qua một lúc chỉ có tử vong. Ngươi cũng có lúc phải chạy ư, lúc trước truy sát ta không phải rất sung sướng sao, tính toán, thời gian cũng đến rồi. Tiêu Phàm khẽ nói, căn bản không quan tâm Hoa Thiên Minh chạy trốn. A, vừa dứt lời, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Hoa Thiên Minh đột nhiên rơi xuống, toàn thân cuộn thành một đoàn, kịch liệt run rẩy. Ầm một tiếng, Hoa Thiên Minh hung hăng đập xuống đất, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cũng không phải là Tiêu Phàm không muốn giết hắn, mà cho dù Hoa Thiên Minh không đuổi theo Tiêu Phàm, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc Tiêu Phàm lấy ra ba cây tỏa hồn châm tròn cơ thể hắn thì đã sớm động tay động chân rồi. Nếu như không phải muốn lợi dụng năng lực Hoa Thiên Minh để thoát thân, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến giờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lắc mình một cái, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện bên người Hoa Thiên Minh, Hoa Thiên Minh vô cùng không cam lòng, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngươi không phải đã đoán được sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngọa nguậy thân thể một trận, không bao lâu liền biến thành bộ dáng Tiêu Phàm nguyên bản. Là ngươi, Hoa Thiên Minh kinh khủng, con ngươi kịch liệt run rẩy. Xem chiến hồn của ngươi đối với ta cũng có chút tác dụng, cho ngươi chết một cách thoải mái vậy. Tiêu Phàm một chỉ phong hầu, ngay sau đó, chiến hồn Hoa Thiên Minh nổi lên, Tiêu Phàm cũng triệu hồi ra U Linh chiến hồn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Long Hoàng Đế Đô Hoa Phủ. Hoa Thiên Bảo chờ đợi hai canh giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy bóng dáng bọn Hoa Thiên Minh đâu, thần sắc cũng bối rối, trong lòng cũng càng ngày càng bất an. A, à, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng cả tòa Hoa Phủ, sắc mặt Hoa Thiên Minh biến đổi. Cái thanh âm này hắn đã quá quen thuộc. Thiếu Phi, Hoa Thiên Bảo biến mất trong nháy mắt, hướng đến gian phòng Hoa Thiếu Phi. Cũng ngay tại 10 cái hô hấp trước, Hoa Thiếu Phi đang ngồi ở trước bàn ăn, điên cuồng nuốt lấy nuốt để thức ăn, hơn 20 ngày nay, hắn đã gầy đến không còn hình người rồi. So với lúc trước, giờ nhìn qua hắn ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Vì để bù đắp cho thân thể, Hoa Thiếu Phi đã gọi người nướng chín vài cái hồn thú, ăn một cách điên cuồng, cực kỳ sảng khoái. Nhưng mà, ăn rồi lại ăn, hắn đột nhiên phát hiện thân thể bắt đầu bành trướng, chẳng lẽ hiệu quả hồn thú tốt như vậy? Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng, cái thân thể này bành trướng cũng nhanh quá, mấy hơi thở liền khôi phục như bộ dáng cũ. Thế nhưng thân thể căn bản không chỉ bị bành trướng, Hoa Thiếu Phi mới phát hiện. Thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, hồn lực bên trong hồn hải bắt đầu loạn xạ, xông thẳng bốn phía kinh mạch. Hoa Thiếu Phi cảm giác bản thân tựa như muốn nổ tung ra vậy,
hồn lực đánh thẳng vào kinh mạch, khiến hắn rốt cuộc chịu đựng không được nữa, phát ra tiếng kêu xé gan xé phổi đến thảm thiết. Thiếu Phi, ngươi làm sao? Hoa Thiên Bảo chạy tới, nhìn thấy bộ dáng Hoa Thiếu Phi một mặt kinh hãi. Hoa Thiếu Phi mập mạp giống như một quả bóng căng muốn nổ, quanh thân hồn lực phong bạo bàng bạc gào thét, hắn rõ ràng chỉ là chiến vương cảnh đỉnh phong, lại tản ra khí tức chiến hoàng cảnh. Có điều, Hoa Thiên Bảo cũng không cho rằng Hoa Thiếu Phi đang chuẩn bị đột phá, ngược lại trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Cha, cứu ta, cứu ta! Trong mắt Hoa Thiếu Phi đều là vẻ cầu khẩn, đưa tay phải ra muốn nắm lấy ta phụ thân hắn. Oanh, Hoa Thiên Bảo vừa mới chuẩn bị đi qua, một tiếng nổ vang vang lên đáng sợ, trong ánh mắt kinh hãi của Hoa Thiên Bảo, Hoa Thiếu Phi trực tiếp nổ tung. Cả tòa phòng ốc đều hóa thành cho tàn, người Hoa gia không biết chuyện gì xảy ra đuổi tới, lại nhìn thấy toàn thân Hoa Thiên Bảo chật vật từ trong phế tích đứng dậy, toàn thân đang run rẩy kịch liệt. Huyền, Hoàng, Hoa Thiên Bảo ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận cùng sát khí đáng sợ xen lẫn, dọa đến đám người Hoa gia chẳng dám nói gì. Hai mắt Hoa Thiên Bảo vằn vện tia máu, hồn lực cuồn cuộn bành trướng, như một kẻ giang hồ hung hãn, tận mắt nhìn con trai mình bị nổ chết nhưng lại không thể làm gì, điều này khiến Hoa Thiên Bảo vô cùng phẫn nộ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Huyền Hoàng, cho dù là Tiêu Phàm cũng không đưa Hoa Thiếu Phi vào chỗ chết, nhưng Huyền Hoàng lại giết chết Hoa Thiếu Phi, Hoa Thiên Bảo tự nhiên hận Huyền Hoàng đến thấu xương. Hoa gia tam trưởng lão cùng Hoa Thiên Minh lâu như vậy còn chưa có trở lại, Hoa Thiên Bảo không cần nghĩ cũng biết rõ kết quả, khóe mắt nói Tiêu Phàm phải chết, Huyền Hoàng phải chết, Long Vũ cũng phải chết. Dám giết người Hoa gia ta, ta sẽ khiến các ngươi hối hận đã có mặt trên đời này. Gia chủ, làm sao? Hoa gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chạy tới. Thiếu Phi chết, ta muốn báo thù cho Thiếu Phi, bắt đầu từ Long gia trước. Hoa Thiên Bảo giống như điên cuồng, đã không còn biết tiếc bất cứ giá nào. Một phương diện khác, Tiêu Phàm khiến U Linh chiến hồn nuốt bát phẩm chiến hồn huyết hoàng phong của Hoa Thiên Minh liền tiến đến cứ điểm huyết lâu. Trên đường, Tiêu Phàm thay một bộ áo bào đen, đeo lên mặt nạ màu đen. Khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh, Hoa Thiên Bảo, ngươi có thể chớ có trách ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, là hai cha con các ngươi muốn giết ta trước, đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội các ngươi không biết trân trọng lại chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tiêu Phàm có thể tưởng tượng tình hình Hoa Thiếu Phi tự bạo, Hoa gia nhất định sẽ tìm kiếm hắn khắp nơi. Huyền Hoàng người này căn bản không tồn tại, tự nhiên không cần lo lắng, chỉ có thân phận Tiêu Phàm có chút bận tâm, với thực lực Hoa gia. Ứng phó Tiêu gia mà nói hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Ta lúc cuối là theo Long Vũ rời đi, Hoa gia sẽ không đối phó Long Vũ chứ? Tiêu Phàm cau mày một cái, tự an ủi mình, Hoa gia hẳn là không to gan đến vậy, Long Vũ dù sao cũng là công chúa. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm dừng lại, hướng thẳng vào trong núi rừng đen kịt, trong bàn tay xuất hiện nguyên một đám tiểu mộc nhân, lấy tiểu mộc nhân trên cổ hồn giới ra, sau đó lại thu hồi lại. Những cái tiểu mộc nhân này chính là hồn điêu, căn bản sẽ không lưu lại bất cứ khí tức hồn lực nào, người Hoa gia tự nhiên tra không được. Dù là Hoa Thiên Bảo có dùng hồn lực càn quét, cũng không khả năng phát hiện tiểu mộc nhân tồn tại, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Phàm dám lớn mật như thế, không sợ người Hoa gia phát hiện. Nội tình Hoa gia có lẽ bất phàm, xem có độ gì tốt nào. Tiêu Phàm mở ra từng tấm hồn giới, trên mặt tràn đầy nét cười đắc ý. Hơn 15 vạn khối cực phẩm hồn thạch, khửa khửa, đây là đồ tốt. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, với tầm mắt bây giờ của hắn, những đồ vật bình thường tự nhiên cũng chướng mắt. Không thể không nói, nội tình Hoa gia thật đúng là đáng sợ, chỉ riêng 15 vạn cực phẩm hồn thạch này, trong một đám đế triều đều cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù trên lý luận chỉ tương đương với 1.500 vạn thượng phẩm hồn thạch, nhưng căn bản không ai nguyện ý dùng cực phẩm hồn thạch đi đổi như vậy. Đừng nói gấp trăm lần, dù là 1.000 lần đoán chừng cũng không nguyện ý. Bởi vì cường giả chiến đế cảnh tu luyện cần cực phẩm hồn thạch. Nhìn thấy bảo bối trong hồn giới, trái tim nhỏ Tiêu Phàm thình thịch nhảy không ngừng, hắn đại khái chỉnh lý một cái, trừ cực phẩm hồn thạch ra, còn có 6.300 vạn thượng phẩm hồn thạch, 13 ức trung phẩm hồn thạch. Bát phẩm linh dược 5 cây, thất phẩm linh dược 39 gốc, lục phẩm linh dược 237 gốc. Phía dưới ngũ phẩm linh dược càng đếm không xuể, chồng chất như núi, Tiêu Phàm đều lười nhìn.
trừ linh dược ra còn có không ít hồn binh, phẩm giới cao nhất là một chuôi bảo kiếm thất phẩm đỉnh giai, có điều Tiêu Phàm căn bản không định dùng, có tu la kiếm cùng đồ lục đao, Tiêu Phàm cảm thấy đã quá đủ. Không hổ là đại gia tộc, những cái linh dược cùng hồn thạch này đủ để Tiêu gia phát triển hơn trăm năm, lần sau trở về đem những đồ vật này mang về hết. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Sau đó lấy ra 5 cây bát phẩm linh dược cùng 39 gốc thất phẩm linh dược, trong bảo khố hoa ra, cũng chỉ những mấy thứ này lọt vào mắt Tiêu Phàm. Chỉnh lý lại một chút, Tiêu Phàm đem tất cả những thứ còn lại đều ném vào mấy cái hồn giới, khiến hắn hơi thất vọng là cũng không có thứ gì có thể khiến bạch thạch dị động. À, thứ này sao cũng bị bỏ vào trong bảo khố. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi trên một tấm da cừu màu nâu đất, bề mặt đã khô héo. Hiển nhiên đã trải qua không ít tuế nguyệt. Điều quỷ dị là hồn lực Tiêu Phàm vậy mà không phát hiện nó tồn tại, điều đó không khỏi hấp dẫn Tiêu Phàm. Lấy quyển da cừu ra, Tiêu Phàm cẩn thận dò xét hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì, chỉ thấy bên trên vẽ rất nhiều đường vân quỷ dị, trung tâm đường vân có một tia chớp lấp lóe màu trắng, tia sáng kia nháy lên tựa như lôi điện. Nhìn tia chớp màu trắng kia Tiêu Phàm có một cảm giác quen thuộc. Nhưng bất luận như thế nào cũng không nhớ ra. Thứ này cứ thu hồi lại trước biết đâu về sau sẽ hữu dụng. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn đem quyển gia cừu cất vào trong hồn giới. Cứ điểm huyết lâu, mọi người đã chạy tới từ lâu, cách kỳ hạn chỉ còn nửa chén trà nhỏ, trên mặt huyết yêu nhiêu lộ ra vẻ khẩn trương. Nếu như Tiêu Phàm vẫn chưa tới, vậy coi như đồng nghĩa với việc hắn thất bại. Thất bại cũng không tính là gì. Nàng lo lắng hơn là Tiêu Phàm sẽ gặp chuyện gì bất trắc, bằng không với tính cách Tiêu Phàm, bình thường sẽ không đến trễ. Đội trưởng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, sắp đến lúc rời đi rồi. Một tu sĩ đeo mặt nạ quỷ nói, người này tên là Quỷ La, hắn là người đầu tiên đến cứ điểm, có thể sống sót cũng đủ để đại biểu thực lực và thủ đoạn hắn không hề tầm thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đội 835 người tiến vào Long Hoàng Đế Đô, nhưng mà hiện tại đến cứ điểm thành công chỉ có 6 người, gần như chỉ có 1/6 người sống, có thể thấy tỷ lệ đào thải vòng thứ nhất khá cao. Còn chưa tới thời gian cuối cùng. Huyết Yêu Nhiêu lập tức nói, con người băng lãnh nhìn Quỷ La. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ cuối cùng, chẳng lẽ sẽ còn xuất hiện kỳ tích sao? Quỷ La mặt coi thường nhìn Huyết Yêu Nhiêu, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà. Nếu như có thể, Quỷ La rất muốn lật mặt nạ huyết sắc mân côi ra, xem rõ gương mặt dưới mặt nạ kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Có lúc sẽ có kỳ tích xảy ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm u lãnh đột nhiên từ sau lưng Quỷ La vang lên, khiến Quỷ La bị dọa đến toàn thân giật mình, không chút do dự nhảy lên phía trước mấy bước. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, kể cả đội trưởng đội 8, tất cả bọn hắn đều bị người mới tới làm cho giật mình. Bởi vì bọn hắn căn bản không phát hiện lại có người có thể tới gần bọn hắn một cách thần không biết quỷ không hay như thế. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có chiến đế mới có thể làm được mà. Có điều, lúc bọn hắn thấy rõ người tới lại buông lỏng một hơi, trong mắt đội trưởng lóe qua vẻ kinh dị, hắn vốn cho rằng nhóm nhỏ của hắn sớm đã bị diệt hết, thật không nghĩ đến còn có một người nữa sống sót. U Linh, Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy người tới, bước nhẹ nhàng đến. Khó nén vui mừng trong lòng. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, với thực lực hắn hiện tại, cho dù đội trưởng cũng hoàn toàn không thể phát hiện, chỉ là hắn vẫn luôn áp chế tu vi mà thôi. Nếu như đột phá thì cũng đã đủ để đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, trực tiếp trở thành hoàng phủ chiến hoàng. Giả thần giả quỷ, Quỷ La hừ lạnh một tiếng, bị Tiêu Phàm làm cho giật mình, trong lòng hắn rất khó chịu, lại thấy Huyết Yêu Nhiêu hướng tới Tiêu Phàm. Trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, lão tử mới là người thứ nhất thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Tiêu Phàm không để ý đến Quỷ La, hướng về phía Huyết Yêu Nhiêu cười nhạt một tiếng. Thấy Tiêu Phàm không nhìn mình, ánh mắt Quỷ La trở nên vô cùng băng lãnh, hắn nghiễm nhiên quên trên đường đến, Tiêu Phàm cũng từng giết một người khiêu khích. Chờ đợi nửa ngày cũng không có người tới đây, bát đội trưởng nhìn đám người nói, vòng thứ nhất đến đây kết thúc, tất cả theo đi ta. Chờ chút. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, một bóng đen lướt qua hư không, đột nhiên xuất hiện ở chỗ đứng bọn hắn. Đám người nhìn về phía người tới, người này đeo một cái mặt nạ tươi cười, trên người nhiều vết kiếm, máu tươi thấm cả quần áo hắn, hiển nhiên bị thương rất nặng.
Đội trưởng, ta không tới chậm nha. Nam nhân đeo mặt nạ tươi cười nói. Bát đội trưởng vừa mới bắt đầu nói chuyện, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa gào thét tới, chỉ một thoáng, tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngươi dám đem địch nhân mang đến cứ điểm, con người bát đội trưởng trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, trong bàn tay, một bàn tay đánh tới nam nhân đeo mặt nạ tươi cười. Không phải. Nam nhân mặt nạ tươi cười lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà, bát đội trưởng tay lại không mảy may dừng lại, hung hăng đánh lên đỉnh đầu hắn. Oanh một tiếng đầu nổ tung, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn tràn ngập tại hư không. Đám người trong lòng lạnh lẽo, bát đội trưởng xuất thủ thật đúng là quyết đoán, có điều nghĩ một chút cũng phải, đây chính là quy tắc sát phương thí luyện. Ai đem địch nhân mang đến cứ điểm, nhất định sẽ phải chết. Thần sắc bát đội trưởng cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung tầm 10 người, đây là người mặc chiến bào chiến hồn học viện của Long Hoàng Đế Đô, hiển nhiên là một vài đạo sư chiến hồn học viện. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi thầm mắng, nam tử mặt nạ tươi cười kia cũng quá đủ xui xẻo, những người đưa bọn hắn rời đi cũng thật hung ác, vậy mà đến chiến hồn học viện khiêu khích, đây không phải muốn chết sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi nguy hiểm nhất Long Hoàng Đế Đô, kỳ thật không phải đế cung, mà là chiến hồn học viện. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm có chút may mắn bản thân chỉ là bị đưa vào đế cung, lúc này mới may mắn sống sót, nếu như bị đưa vào chiến hồn học viện vậy coi như càng thêm nguy hiểm. Đây chính là cứ điểm các ngươi, cũng tốt, nếu tìm tới vậy cũng không cần phải đi. Phía trên 10 người, cầm đầu là một nam tử trung niên. Trên người người này phát ra khí tức vô cùng cường đại, so Hoa Thiên Minh, thậm chí Hoa Gia Tam trưởng lão còn muốn cường đại hơn nhiều. Hoàng Phủ Chiến Hoàng, Tiêu Phàm chớp chớp hai mắt, nam tử trung niên cho hắn một loại cảm giác giống như lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Hoàng, rất mạnh. Khẩu khí các hạ cũng quá lớn rồi. Bát đội trưởng thản nhiên nói, có điều trong lòng hắn cũng có chút ngưng trọng. Thực lực hắn không kém, nhưng đối phương cũng không yếu hơn hắn. Thật muốn chiến một trận, hươu chết vào tay ai còn không biết đâu. Đội trưởng, là hắn, nhất định là hắn đem những người này đến. Đột nhiên, Quỷ La phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, con người băng lãnh nhìn Quỷ La, tiểu tử này, thật đúng là muốn kiếm chuyện với mình. Người chiến hồn học viện nhìn thấy nội bộ Tiêu Phàm bọn họ chó cắn chó, cũng dứt khoát không vội, một bộ dáng xem kịch vui. Là ngươi đưa bọn hắn tới còn không thừa nhận, Quỷ La vẫn không muốn buông tha Tiêu Phàm. Ngươi nói cái gì, U Linh đã sớm đến, tại sao có thể là hắn đưa đến? Có mà là ngươi đem bọn hắn mang đến thì có. Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Tiêu Phàm. Đánh rắm, lão tử là người đầu tiên đến nơi này, tại sao có thể là ta? Quỷ La giận dữ hét, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Huyết Yêu Nhiêu, ngươi không tin. Có thể hỏi mấy người bọn hắn, rốt cuộc là ai mang bọn hắn đến nơi này. Mặt khác bốn người ngậm miệng không nói, thật sự là thực lực Quỷ La quá mạnh, chiến hoàng cảnh đỉnh phong, không phải bọn hắn có thể địch lại. Thần sắc bát đội trưởng cứng lại, quét mắt một vòng trên người Quỷ La và Tiêu Phàm, cũng không nói gì, dù sao thực lực Quỷ La mạnh vậy muốn làm khó Tiêu Phàm, cho dù hắn muốn ngăn cản cũng không được. Nhưng mà, đúng lúc này, ồn ào. Một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn luôn bình tĩnh không nói lại đột nhiên động, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, một đạo hàn mang lóe qua, Quỷ La bỗng trừng lớn hai mắt. Phốc, một tiếng vang giòn, là thân thể quỷ trực tiếp từ trung ương một phân thành hai, máu tươi bắn ra, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ở đây hít một hơi lạnh. Quỷ La là chiến hoàng đỉnh phong mà lại bị một tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ cho một kiếm chém làm hai mảnh. Mặc dù có hiểm nghi đánh lén, nhưng tốc độ kia, kiếm mang kia, cho dù bát đội trưởng cùng nam tử trung niên đều cảm giác tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói những người khác. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, cầm Tu La kiếm trong tay chậm rãi đạp không mà lên, về phần thi thể Quỷ La, hắn ngay cả liếc một cái cũng không liếc. Lão tử không muốn cùng tranh chấp. Ngươi thật sự tưởng rằng ai cũng sợ ngươi. Đáng tiếc, thời điểm ngươi muốn hối hận cũng không có cơ hội. Nếu nói là ta mang đến, vậy liền giao cho ta xử lý đi. Tiêu Phàm bình tĩnh mở miệng, trường kiếm chỉ 10 người đối diện nói. Đi,
Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ, nam tử trung niên Chiến Hồn Học Viện hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Chín người khác đâu còn dám lưu lại, một kiếm Tiêu Phàm vừa rồi dọa đến vãi cả linh hồn bọn hắn. Mấy hơi thở, 10 người Chiến Hồn Học Viện liền không thấy tăm hơi, chỉ có Tiêu Phàm một người cầm kiếm đứng ở không trung. Tiêu Phàm cũng không truy sát, hắn cùng với những người Chiến Hồn Học Viện này không oán không cừu, không nhất thiết phải giết bọn hắn. Xem ra, bọn hắn không phải ta đưa đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bang một tiếng, Tu La kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên cạnh đám người Bát đội trưởng. Đám người cũng bị khí thế Tiêu Phàm cho chấn kinh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được lời nói Tiêu Phàm, khóe miệng đám người giật một cái. Bọn hắn đương nhiên không phải ngươi mang tới, nếu như dám theo lấy một sát thần như ngươi, bọn hắn đoán chừng sớm đã một mệnh ô hô. Đi thôi. Bát đội trưởng hít sâu một cái, liếc mắt nhìn Tiêu Phàm thật sâu, liền hướng lấy chân trời vọt tới. Về phần quỷ la chết, đám người không nhắc tới một lời, coi như quỷ la chết trong Long Hoàng Đế Đô. Dù sao, Tiêu Phàm vừa mới triển lộ thực lực, Bát đội trưởng cũng không nguyện ý đắc tội, những người khác tự nhiên không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm. Một đường không nói gì, hai ngày sau đó, nhóm Tiêu Phàm xuất hiện trước một dãy núi rộng lớn. Bát đội trưởng không mở lời, ai cũng không dám nói chuyện. Bọn hắn không biết Bát đội trưởng sở dĩ không dám nói chuyện, cũng là sợ tên sát thần Tiêu Phàm này. Hồi lâu, đám người rốt cục dừng lại trước một hẻm núi u sâm, hai bên hẻm núi là vách đá cao vút trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối. Phía trước, một trận gió băng lãnh thổi phần phật, giống như từng lưỡi dao cắt đứt trên mặt, vô cùng đau nhói. Đến rồi, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Các ngươi đi vào đi. Bát đội trưởng như chút được gánh nặng, lắc mình một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Đám người cổ quái một trận, Bát đội trưởng làm sao đột nhiên liền biến mất thế. Sau một khắc, đột nhiên lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện trước hẻm núi, ngay sau đó, người dẫn đầu đội bàn giao một câu liền biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải đội 8 sao, vậy mà mới thông qua 6 tên, thực sự là một nhóm phế vật. Có người cười lạnh liếc mắt nhìn bọn Tiêu Phàm, liền trực tiếp hướng chỗ sâu hẻm núi đi đến. Sắc mặt Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu coi như bình tĩnh, có điều con người bốn người khác lại hiện ra lãnh quang, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà động thủ. Đi thôi, nhiệm vụ vòng thứ hai ở bên trong. Huyết Yêu Nhiêu liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, đi theo Huyết Yêu Nhiêu hướng bên trong hạp gốc, trong lòng hắn hết sức tò mò, vòng thứ hai không phải nhiệm vụ ám sát à? Làm sao sẽ tới cái hẻm núi này? Huyết Yêu Nhiêu tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, chậm chạp nói, vòng thứ hai, ám sát, kỳ thật ám sát là hồn thú mà không phải con người, bên trong hạp cốc chính là căn cứ bồi dưỡng hồn thú của Huyết Lâu. Hồn thú, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, lần trước hắn nghe Huyết Yêu Nhiêu nói vòng thứ hai là ám sát, hắn còn tưởng rằng là ám sát người cơ. Nếu như mục tiêu ám sát sát phương thí luyện là con người, đoán chừng tam đại tổ chức sát thủ cũng đã sớm không còn tồn tại. Huyết Yêu Nhiêu tức giận nói. Tiêu Phàm nhún vai, hắn ngay từ đầu thực sự đã cho là như thế, có điều ngẫm lại cũng đúng, nếu như tam đại tổ chức sát thủ ám sát tu sĩ với quy mô lớn, đoán chừng sớm đã bị những tu sĩ khác thảo phạt, cho dù tam đại tổ chức sát thủ cũng không dám đội lên đầu cái tội phản thiên hạ lớn như vậy. Căn cứ hồn thú lại chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày một cái, hỏi. Căn cứ hồn thú, chính là dùng cho sát thủ dùng tu luyện, hồn thú trong này mạnh yếu không đồng nhất, phẩm giới không đồng nhất, thích hợp đủ các loại tu vi thí luyện. Huyết Yêu Nhiêu giải thích nói. Chẳng lẽ Huyết Lâu cố ý đem hồn thú giam giữ ở chỗ này? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Người suy nghĩ nhiều, hẻm núi này chỉ là một cái cửa vào mà thôi, hồn thú bên trong, đa số đều là hoang dại, dãy núi này kỳ thật thuộc về chỗ sâu bên trong hồn thú sơn mạch. Chỉ là hồn thú bên trong tương đối cường đại, tu sĩ bình thường không dám tùy tiện bước vào nơi này mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu cười nói. Đương nhiên, những người khác cho dù đi tới nơi này, cũng sẽ bị người Huyết Lâu xử lý, bởi vì hồn thú nơi này không thể bị người trắng trợn tàn sát. Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật đầu, lộ ra vẻ đăm chiêu, trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi vòng thứ hai. Bất chi bất giác. Hai người xuyên qua hẻm núi,
một dãy núi rộng lớn khắc sâu vào tầm mắt bọn hắn, nồng đậm sinh cơ, không khí mới mẻ khiến Tiêu Phàm cũng nhịn không được mà tranh thủ hít nhiều thêm mấy cái. Cách đó không xa có một cái sân không quá lớn, dùng nham thạch xây thành, phía trên đã đứng đầy bóng người. Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu nhìn nhau, lách mình hướng về cái sân, con người hắn nhìn về bốn phía, tìm bóng dáng Phong Lang cùng Ảnh Phong trong đám người. Huyết Lâu tham gia vòng thí luyện thứ nhất có khoảng hơn 300 người, nhưng số người thông qua lại ít đến đáng thương, 9 đội nhân mã Huyết Lâu tất cả đều đến cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 100 người. Bọn Tiêu Phàm là đội ít nhất, chỉ có 6 người, nhiều đội có 11-12 người, nói chung tỷ lệ đào thải vẫn còn rất cao. Bởi vậy, Tiêu Phàm liếc mắt ngay tới hai thân ảnh quen thuộc trong đám người, trên mặt rốt cục lộ ra nét cười, hướng về phía hai cái thân ảnh kia hơi gật đầu, hai người kia dĩ nhiên chính là Ảnh Phong và Phong Lang. Vốn dĩ Tiêu Phàm không lo lắng an nguy hai người, nhưng mà hắn bản thân cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng sợ hai người Ảnh Phong cùng Phong Lang xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vòng thí luyện thứ nhất kết thúc mỹ mãn, hiện tại, vòng thí luyện thứ hai bắt đầu. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ thấy một nam tử cao lớn đeo mặt nạ xuất hiện ở phía trước sân, đưa tay vung lên, trước người hắn, đột nhiên thêm ra 5 cái bàn, trên mặt bàn trưng bày 5 chiếc hộp màu đen. Phía trên hộp còn quấn một vầng sáng huyền diệu, ngay cả hồn lực cũng không thể thẩm thấu. Ngừng lại, nam tử trung niên tiếp tục nói, trong 5 cái hộp này là nhiệm vụ vòng thí luyện thứ hai, tổng cộng chia làm ngũ tinh, trong hộp thứ nhất là nhất tinh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có 1 điểm tích lũy, trong hộp thứ hai là nhị tinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có 3 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, cái thứ ba, cái thứ tư, cùng cái thứ năm trong hộp theo thứ tự là tam tinh, tứ tinh cùng ngũ tinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể phân 8 điểm, 20 điểm và 50 điểm. Đồng thời, mỗi người có thể ngẫu nhiên rút ra 3 cái nhiệm vụ, nhưng không thể lấy nhiệm vụ cùng tinh. 50 người có tổng điểm lích lũy cao nhất có thể tiến vào vòng thứ 3. Nghe chưa rõ có vấn đề gì bây giờ có thể đặt câu hỏi, sau khi bắt đầu nhiệm vụ, sinh tử chớ luận. Trưởng lão, nhiệm vụ nhất tinh có giống nhau hay không? Có người mở miệng nói, đám người cũng lộ ra vẻ tò mò, vấn đề này hỏi vẫn có trình độ. Nếu như hai người rút ra cùng một nhiệm vụ, há không phải hai người sẽ cạnh tranh để giành quyền hoàn thành nhiệm vụ? Sẽ. Vật phẩm nhiệm vụ trên tay người nào, coi như người đó hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử trung niên gật đầu nói. Đám người nghe vậy, thần sắc cứng lại, nếu như là quy tắc như vậy, người tham gia thí luyện cũng có khả năng bởi vì cùng một cái nhiệm vụ mà tàn sát lẫn nhau. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, bởi vì tam đại tổ chức sát thủ Nam vực cùng tồn tại, cho nên vòng thí luyện thứ hai, không chỉ Huyết Lâu ta tiến hành ở chỗ này, La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ cũng ở chỗ này. Bọn hắn từ cửa khác tiến vào. Nam tử trung niên lại bổ sung một câu. Cái gì, đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt đám người vô cùng ngưng trọng, đây mới vòng thứ hai đã phải gặp Diêm La Phủ và La Sinh Môn, kể từ đó, cạnh tranh cũng càng lớn. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trưởng lão, chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh đồng thời nhận lấy nhất tinh nhiệm vụ. Có phải đối với chiến vương cảnh không công bằng hay không? Đám người lại có người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ chiến vương cảnh lập tức đứng ra, bọn hắn mỗi người đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù hoàng phủ chiến vương, cũng không thể so sánh với chiến hoàng cảnh. Các ngươi rút ra nhiệm vụ trên thẻ, sẽ có nhiệm vụ đối ứng cảnh giới, điểm này không cần các ngươi lo lắng. Nam tử trung niên trưởng lão hơi không kiên nhẫn nói ra. Nghe vậy, một đám chiến vương cảnh buông lỏng một hơi, nhiệm vụ bọn hắn cùng chiến hoàng cảnh đỉnh phong là một, lại giống cấp độ nhiệm vụ, bọn hắn khẳng định sẽ không thiệt thòi. Đến bên này đăng ký cảnh giới và danh hiệu, lại rút nhiệm vụ ra, thời gian thí luyện lần này, 1 tháng. Nam tử trung niên còn nói thêm. Đám người xếp thành mấy đội, rất nhanh liền đến phiên Tiêu Phàm. Danh hiệu, thực lực, phóng thích khí tức hồn lực ngươi. Nhân viên đăng ký liếc mắt Tiêu Phàm nói. U Linh, chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm nói ra, đồng thời phóng thích ra khí tức hồn lực, nhân viên đăng ký gật đầu, đem tin tức Tiêu Phàm viết trên giấy. Sau đó, Tiêu Phàm liền bắt đầu xếp hàng rút nhiệm vụ thí luyện ra,
phía trước hắn có 30-40 người, sau khi mỗi người rút ra nhiệm vụ đều trực tiếp thẳng hướng nơi xa trong cổ lâm chạy đến. Công tử cẩn thận, Phong Lang sau khi rút nhiệm vụ, đi ngang qua bên người Tiêu Phàm, liền hướng trong rừng lao nhanh đi. Ngay sau đó, Ảnh Phong cùng Huyết Hiêu Nhiêu cũng lĩnh nhiệm vụ rồi rời đi, Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, trong lòng hắn vẫn đang ước lượng việc xâm nhập vòng thứ 3, điểm tích lũy nhất định phải xếp vào 50 vị trí đầu. Nhận lấy nhiệm vụ cấp thấp, điểm tích lũy quá ít, đoán chừng rất khó vào vòng thứ 3, nhiệm vụ cấp cao điểm tích lũy ngược lại không ít, nhưng cấp càng cao, độ khó cũng càng lớn. Mà chiến hoàng cảnh so với chiến vương cảnh, nhiệm vụ cùng cấp sẽ càng gian nan hơn. Sớm biết vậy ta đã không đột phá, một mực áp chế ở chiến hoàng cảnh sơ kỳ còn hơn. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ba cái nhiệm vụ, sau khi rút ra không thể thay đổi. Bất chi bất giác, đã đến phiên Tiêu Phàm, nói chuyện là một lão giả gầy gò, ngữ khí không mặn không nhạt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trực tiếp bỏ qua cái hộp thứ nhất và cái hộp thứ hai, đi tới trước mặt hộp thứ ba, đem bàn tay vào trong hộp, khi tay lấy trong tay nắm lấy một tấm thẻ màu đỏ. Còn chưa kịp nhìn trong tay nhiệm vụ là cái gì, Tiêu Phàm liền đi đến cái hộp thứ tư và cái thứ năm, lại lấy ra hai tấm thẻ. Cũng thú vị, ngươi là người đầu tiên không nhận lấy nhiệm vụ một sao vào hai sao, cũng là người đầu tiên nhận lấy nhiệm vụ năm sao. Lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, lão giả gầy gò hơi kinh ngạc nói. Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút lảo đảo ngã một cái, chẳng lẽ trừ hắn ra thực sự không ai nhận nhiệm vụ năm sao hay sao? Vừa nãy hắn một mực trầm tư, ngược lại không chú ý những người khác nhận lấy nhiệm vụ gì. Hai, dù sao điểm tích lũy vòng thứ hai có thể đưa vào vòng thứ ba, lỡ như vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh đây, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tam tinh và tứ tinh cũng có thể tiến vào vòng thứ ba. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về cổ lâm lao đi. Thiên không mây cuốn mây bay. Trong rừng chim thú hót vang, Tiêu Phàm trong núi cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền xâm nhập hơn 10 dặm. Không thể không nói, căn cứ hồn thú thật đúng là vô cùng rộng lớn, trên đường Tiêu Phàm gặp mấy đầu hồn thú, có điều đều xảo diệu tránh đi. Xem ba nhiệm vụ là cái gì trước? Tiêu Phàm dừng lại trên một cây đại thụ, lấy ra ba tấm thẻ đều là màu đỏ, chỉ là lạc ấn bên trên khác biệt. Bên trên nhiệm vụ tam tinh có 3 ngôi sao. Nhiệm vụ tứ tinh có 4 ngôi, nhiệm vụ ngũ tinh có 5 ngôi sao. Đầu tiên con người Tiêu Phàm rơi trên thẻ nhiệm vụ tam tinh, phía dưới mặt chính 3 ngôi sao phác họa một tấm bản đồ đơn giản. Mặt trái lại có 5 cái đánh dấu, dựa theo cảnh giới để phân chia, từ chiến vương đỉnh phong tới chiến hoàng đỉnh phong, Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua 2 cái phía trước, xem luôn cái thứ 3, bên trên viết, chiến hoàng cảnh trung kỳ, tại bên trong địa đồ tìm tới thất phẩm linh thảo dạ linh diệp. Lấy về một chiếc lá. Nhìn thấy hàng chữ này, Tiêu Phàm có loại xúc động chửi mẹ nó, đây chính là cái gọi là nhiệm vụ ám sát à, làm sao biến thành tìm kiếm linh dược. Hơn nữa còn chỉ cần một chiếc lá, thất phẩm dạ linh diệp, trên người Tiêu Phàm cũng có, nhưng đó là đã phơi khô, khẳng định không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ này. Hơn nữa, cuối cùng mấy chữ thu hồi một chiếc lá, cũng không giống bình thường, nhất định là dạ linh diệp trên phiến lá có xử lý gì đặc biệt. Căn bản không khả năng để cho người ta gian lận. Huống chi, bản đồ này lớn như vậy, bao xung quanh hơn 10 dặm, lại như thế nào đi tìm một gốc linh thảo. Mấu chốt nhất là, trong bản đồ này những nơi chỉ trên đó hắn đều không rõ, điều này khiến Tiêu Phàm có cảm giác như chơi game xếp hình. Khó trách ba cái nhiệm vụ phải cần thời gian một tháng, cái này thật đúng là không phải khó bình thường, hơn nữa, rất có thể không chỉ ta một mình rút file nhiệm vụ này. Mau chóng tìm được tấm bản đồ này mới được. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lại lấy ra tấm thẻ 4 sao, nhiệm vụ tam tinh đã khó như vậy, về phần nhiệm vụ tứ tinh, trong lòng Tiêu Phàm sớm đã chuẩn bị tinh thần có thể không hoàn thành được. Trên thẻ tứ tinh, chính diện vẫn một bức tranh, khác với bản đồ trên tam tinh, con người Tiêu Phàm rơi vào hàng chữ thứ 3 trên mặt sau, chiến hoàng trung kỳ tại địa đồ bên trong lấy nửa lượng phong hoàng tương. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì phun một ngụm máu ra, phong hoàng tương, đây chính là hồn thú thất giai đỉnh phong, mà ong đều là loại quần cư hồn thú, mức độ liều mạng lần này cũng quá khủng rồi. Với thực lực Tiêu Phàm, đối mặt loại hồn thú loại ong cỡ lục giai thì còn có thể liều mạng,
nhưng gặp phải thất giai hồn thú, hắn chỉ có nước chạy trốn. Chủ yếu nhất là phong hoàng tương, là đồ vật phong hoàng mới có thể hưởng dụng, thực lực phong hoàng dù sao cũng phải là thất giai đỉnh phong. Trong đầu Tiêu Phàm đã tưởng tượng được hình ảnh mình bị vô số loại hồn thú loại ong điên cuồng đuổi theo, hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Lấy nửa lượng phong hoàng tương, lão tử nguyện ý dùng độc giết một đầu hồn thú bát giai sơ kỳ. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó thu hồi thẻ 4 sao, lấy ra tấm ngũ tinh cuối cùng. Tiêu Phàm rốt cục hiểu được lão giả gầy gò kia vì sao nhìn hắn như vậy, nhiệm vụ tứ tinh đã gian nan như thế, huống chi ngũ tinh đây. Tuyệt đối đừng khó khăn quá. Trong lòng Tiêu Phàm cầu nguyện, hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, nhìn lại thẻ 5 sao. Ngũ tinh lóe sáng khắc sâu vào đầu óc hắn, phía dưới ngũ tinh là một bộ bản đồ. Tiêu Phàm chậm rãi xoay chuyển tấm thẻ, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào chữ trên hàng thứ 3, chiến hoàng trung kỳ tại bên trong địa đồ lấy một cái lông phượng hỏa. T, nhìn thấy lông phượng hỏa 4 chữ này, Tiêu Phàm trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Trong lòng đem 18 đời tổ tông người an bài nhiệm vụ ân cần thăm hỏi 100 lần. Lông phượng hỏa, đây chính là lông vũ sinh trưởng ở đỉnh đầu bát phẩm hồn thú phượng vĩ hỏa điểu mà, hơn nữa chỉ có 3 cây, đối với đuôi phượng hỏa điểu mà nói, đây là nghịch lân của nó, ai đụng người ấy chết, cái này có thể so sánh sở mông cọp còn gian nan hơn rất nhiều. Cũng khó trách Tiêu Phàm khó chịu như thế, cái nhiệm vụ này đâu chỉ một chữ khó. Nhìn thấy 3 nhiệm vụ này, Tiêu Phàm kích động muốn tự sát, sát phương thí luyện cùng cái gọi là nhiệm vụ ám sát có liên quan gì? Huyết yêu nhiều đã từng nói đủ, vòng thí luyện thứ 2, chủ yếu nhất là ám sát. Cái nhiệm vụ thứ nhất, muốn có được một chiếc lá dạ linh diệp, được, bình thường linh thảo đều có hồn thú thủ hộ, muốn có được chiếc lá xác thực không dễ dàng, bình thường mà nói, phải giết chết hồn thú thủ hộ mới được, đây miễn cưỡng xem như cùng ám sát có quan hệ. Nhưng cái nhiệm vụ thứ 2, từ trong đám hồn thú loại ong lấy nửa lượng phong hoàng tương, đây tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ lão tử vọt thẳng đi vào, đem một đám ong đó giết sạch hết? Đúng rồi, đối với hồn thú loại quần cư này, ta có thể dùng độc. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, đây cũng là một biện pháp tốt, có điều mấu chốt là phải tìm tới chỗ đó mới được. Về phần nhiệm vụ thứ 3, lấy một cái lông phượng hỏa, Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, có thể xem như nhiệm vụ ngũ tinh. Phượng vĩ hỏa điểu hẳn là tu vi bát giai trung kỳ. Hắn Tiêu Phàm mặc dù có thể coi thường hồn thú dưới chiến đế cảnh, dù sao đến cả hoàng phủ chiến hoàng hắn còn có thể giết, nhưng đối mặt một hồn thú bát giai trung kỳ, Tiêu Phàm cũng không nắm chắc. Dù là hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong, trở thành hoàng phủ chiến hoàng cũng không có khả năng chém giết hồn thú bát giai trung kỳ. Xem ra việc này còn phải xem xét kỹ hơn mới được. Tiêu Phàm im lặng nhìn chân trời. Màn đêm đã dần buông xuống, dứt khoát trực tiếp nằm trên cây bắt đầu nghỉ ngơi. 3 tấm thẻ trên địa đồ đã in trong đầu Tiêu Phàm, cũng may tu sĩ chiến vương cảnh trở lên có thể ngự không phi hành, bằng không, những tu sĩ chiến vương cảnh đó tìm tới nơi này cũng khá là phiền toái. Đêm rất yên tĩnh, rừng núi ban đêm thường đều là thiên hạ của hồn thú, dãy núi này cũng giống vậy, đại bộ phận tu sĩ ban đêm cũng không dám hành tẩu bên trong núi rừng. Có điều Tiêu Phàm lại không trong số đó, nghỉ ngơi 2 canh giờ, vào nửa đêm, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần hướng về không trung bay đi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, dù sao có rất nhiều người nhiệm vụ đều giống nhau. Ngay cả như nhiệm vụ tam tinh của Tiêu Phàm, rất có thể là tam tinh nhiệm vụ của chiến hoàng cảnh trung kỳ khác, cũng có thể là tứ tinh nhiệm vụ của một vài chiến hoàng cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể là ngũ tinh nhiệm vụ của chiến vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm không dám đánh cược, mặc dù vòng thí luyện thứ 2 là 1 tháng, nhưng có rất nhiều người khẳng định không cần 1 tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bay lên không trung, thị lực Tiêu Phàm lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng hình dáng sơn mạch, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng một hơi. Trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến hình dáng 3 bức địa đồ, so sánh cùng địa hình phía dưới. Dựa theo đặc điểm phân bố hồn thú loại on và phượng vĩ hỏa điểu có lẽ sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, cho nên bên ngoài có lẽ ít nhất có thể tìm thấy dạ linh diệp. Trong lòng Tiêu Phàm phân tích, bất chi bất giác, mất hơn 1 canh giờ Tiêu Phàm đã xâm nhập 5-60 dặm sơn mạch, có thể cảm ứng được mấy cỗ khí tức cường đại. Rất hiển nhiên, âm thầm tiềm phục thất giai hồn thú, Tiêu Phàm tận lực thu hồi khí tức, sợ kinh động bọn chúng.
Đột nhiên, thân thể Tiêu Phàm trầm xuống, trực tiếp hướng về phía dưới núi rừng, vững vàng rơi trên một gốc cổ thụ. Siêu siêu, một lúc sau, một đạo thân ảnh từ vị trí Tiêu Phàm trên không lướt qua, tốc độ cực nhanh, Tiêu Phàm liếc mắt một cái, từ trên khí tức thân người kia có thể sơ bộ phán đoán, người này hẳn là Chiến Hoàng hậu kỳ. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, người này tựa như vô cùng biết rõ về nơi này vậy, không giống hắn đi không chút phương hướng như vậy. Người này không phải rất thân thuộc với nơi này chứ? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, ánh mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, sát thủ của Tam Đại tổ chức sát thủ cũng sẽ tu luyện, rất có thể bọn hắn trước đó tới qua dãy núi này. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, hắn mặc dù xem như người huyết lâu, nhưng hắn còn chưa đi qua căn cứ huyết lâu. Tự nhiên chưa tham gia một vài thí luyện và tu luyện của huyết lâu. Hắn và những người tham gia sinh tử đấu trường trăm thắng liên tiếp cơ bản không gì khác biệt, những thứ có liên quan tới Tam Đại tổ chức sát thủ hết thảy đều vô cùng lạ lẫm. Cái sát phương thí luyện này đối với những người như chúng ta thật không công bằng mà. Tiêu Phàm oán thầm, âm thầm thở dài, người huyết lâu quen thuộc địa hình, nhưng hắn có thể chưa quen thuộc, còn phải tìm từng chút một. Chờ lúc hắn tìm tới, có lẽ người khác đã đem hết những thứ yêu cầu trong nhiệm vụ lấy đi, vậy còn chơi cái rắm gì nữa. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, lặng lẽ đi theo. Sau khoảng thời gian nửa chén trà, người phía trước kia rốt cục dừng lại, nhìn phần đất lớn phía dưới đen kịt, tự lẩm bẩm, Dạ Linh Diệp có lẽ ở ngay dãy núi này. Dạ Linh Diệp, nghe được mấy chữ này, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng. Nếu Dạ Linh Diệp có ở đây, vậy xem ai phát hiện trước nhất. Một gốc thất phẩm linh thảo khẳng định sẽ có sóng linh khí đặc thù, Tiêu Phàm vẫn hết sức tự tin với linh giác của mình. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt biến mất, hướng về chỗ sâu trong rừng. Chỉ là vừa đi mấy bước, không trung đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh lóe qua, ngay sau đó, một trận va chạm mãnh liệt vang lên. Đánh lên, Tiêu Phàm ngừng thân hình. Kinh ngạc nhìn không trung, trong hư không có bốn đạo thân ảnh lăn lộn chiến tại cùng một chỗ, mỗi người đều giống như u linh đêm tối, thân pháp quỷ dị, ở trên không va chạm kịch liệt. Sau một lúc, tiếng đánh nhau dừng lại, bốn đạo thân ảnh đứng sừng sững ở hư không. Dạ Linh Diệp có bốn mảnh lá cây, tất cả mọi người là Diêm La phủ người, không cần thiết vì một cái nhiệm vụ mà nhất thiết phải ngươi chết ta sống chứ. Trong đó một người mặc áo đen mở miệng. Chính vì cùng là người Diêm La Phủ, mới không tiếp tục xuất thủ với ngươi. Một người khác mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Đã như vậy, chúng ta bốn người tạm thời liên minh, gặp những người khác giết trước hết rồi tính. Người kia nói thêm, bốn người trong nháy mắt ăn ý thỏa thuận thành công, sau đó hướng về sơn mạch đáp xuống. Ngược lại Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, mấy người này làm sao trong nháy mắt liền nhận ra đối phương là người Diêm La Phủ nhỉ? Hồi tưởng lại bốn người vừa nãy giao thủ, Tiêu Phàm chớp chớp hai mắt nói, hẳn là nắm giữ thân pháp chiến kỹ giống nhau, liền tựa như Tuyết Lâu đã từng có Đạp Tuyết Vô Ngân vậy, đã như vậy dứt khoát cùng bọn hắn lên, bốn người bọn hắn chắc chắn sẽ tìm được nhanh một người như mình. Tiêu Phàm thu lại khí tức, chậm rãi đi theo, ngoại thân hắn hiện lên từng màn sương mù màu đen, U Linh Chiến Hồn vốn nắm giữ thủ đoạn ẩn tàng khí tức, điều này cũng khiến hắn không cần thiết cố ý ẩn tàng. Mấy người đi rất chậm, tìm cũng rất cẩn thận, tu sĩ chiến hoàng cảnh, hồn lực mỗi người có thể bao trùm xung quanh mấy trăm trượng, dù là tiến hành tìm tòi quy mô lớn, căn bản cũng không tốn bao lâu. Quả nhiên một lúc lâu sau, bọn hắn rốt cục dừng lại, sau đó bốn đạo thân ảnh hướng về một hướng, có điều bốn người lại không tùy tiện tiến lên. Phát hiện, Tiêu Phàm biết rõ bọn hắn đang lo lắng cái gì, giữa rừng núi phía trước, có một cỗ khí tức cường đại như có như không. Khiến cho người ta vô cùng kiêng sợ. Nếu như Dạ Linh Diệp ngay tại phía trước, rất hiển nhiên, cỗ khí tức cường đại phía trước hẳn là hồn thú thủ hộ Dạ Linh Diệp. Xem như chiến hoàng cảnh trung kỳ nhiệm vụ tam tinh, thủ hộ hồn thú của Dạ Linh Diệp hẳn là tu vi thất giai đỉnh phong, bốn người mạnh nhất cũng chỉ là chiến hoàng hậu kỳ, bọn hắn rõ ràng có chút kiêng sợ, ai cũng không muốn là người thứ nhất xông lên. Bốn người phía trước bất động, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ra ngoài. Hắn đối với thực lực bản thân mặc dù rất tự tin nhưng những sát thủ này cực kỳ am hiểu đánh lén và ám sát, vạn nhất lao ra từ phía sau chọc hắn một đao, vậy coi như phiền phức. Huống chi, Dạ Linh Diệp đang ở trước mắt,
hắn cũng không tin bốn người này không động thủ. Các hạ, ngươi là chiến hoàng hậu kỳ, ngươi dẫn dắt hồn thú rời đi nhé. Một người trong đó rốt cục nhìn không được mở miệng, nhìn về phía người gia nhập trễ nhất. Ta cảm thấy cũng được. Được. Hai người khác cũng không chút do dự phụ họa nói. Khiến ba người bọn hắn ngoài ý muốn là tu sĩ chiến hoàng hậu kỳ không chút do dự đáp ứng, vừa dứt lời, hắn như một trận gió biến mất. Giống, mấy tức về sau, ở giữa tùng lâm phát ra từng đợt tiếng hét giận dữ, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, phía sau có một con quái vật khổng lồ truy đuổi. Bọn hắn còn không thấy rõ quái vật khổng lồ kia là cái gì, bóng đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, ba hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác cũng quá đơn giản. Nhiệm vụ tam tinh là 8 điểm tích lũy đó, dễ dàng như vậy sao? Tìm Dạ Linh Diệp. Một người trong đó để lại một câu nói, liền hướng phía trước phóng đi, mặt khác hai người kia tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Đây cũng quá thuận lợi rồi. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắc y nhân kia chẳng lẽ là đồ đần, bản thân dẫn dụ hồn thú bảo hộ để bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Qua một lúc ba người mang theo Dạ Linh Diệp đi. Nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Tiêu Phàm rất muốn ẩn núp đi qua, nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sát thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ hành vi quá quỷ dị, có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa xem như sát thủ còn có thể sống tiếp, IQ hắn khẳng định không có vấn đề. Đã như vậy, hắn như thế nào lại chủ động đem hồn thú thủ hộ dẫn dắt rời đi? Dạ Linh Diệp đâu? Chỉ còn lại rễ cây. Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ phía trước truyền đến, ba cỗ sát khí đáng sợ quét sạch bốn phía, ngay sau đó ba đạo bóng đen phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về cuối chân trời lao đi. Bị lừa, Tiêu Phàm cũng trợn mắt hốc mồm, nguyên bản hắn coi là sát thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ sẽ diệt sát ba người này, nào sẽ nghĩ đến hắn đã mang theo Dạ Linh Diệp chạy mất. Tiêu Phàm một mực coi mình là hoàng tước, thật không nghĩ đến, bọ ngựa đã lừa gạt hắn. Ai có thể nghĩ đến, người kia cũng dám trực tiếp dưới sự thủ hộ của hồn thú mang theo Dạ Linh Diệp chạy trốn. Ta đều không có phát hiện vị trí cụ thể của Dạ Linh Diệp, người kia có thể phát hiện, xem ra không đơn giản. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng vội vàng cùng đi theo. Có U Linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm giống như U Linh xuyên toa trên ngọn cổ thụ, cùng lá cây hòa làm một thể, người bình thường căn bản phát hiện không ra sự tồn tại của hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm dừng lại nhìn ba thân ảnh đã đi xa, cau mày một cái, khí tức đến nơi này bị đình chỉ, bọn hắn lại bị lừa. Hồng hộc, đúng lúc này, một cỗ khí tức bàng bạc phía dưới rừng cây gào thét mà lên, Tiêu Phàm sầm mặt lại, chân đạp lưu quang trích tinh bộ trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó mấy trượng, lợi mang lóe lên một cái rồi biến mất, cách hắn không xa liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Các hạ cũng quá quan tâm đến ta rồi. Bóng đen kia bỗng mở miệng. Ngữ khí có chút âm trầm, hẳn là một nam tử. Tiêu Phàm lúc này mới thấy rõ bộ dáng hắn, nam tử này hắn mang theo một cái mặt quỷ, đầu tóc đen dày đặc theo chiều gió phất phới, trên người sát khí tràn ngập. Nguyên lai sớm đã bị phát hiện. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, nam tử mặt quỷ có thể phát hiện ra hắn, thực lực thật đúng là không phải đơn giản. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, dù sao là sát thủ. Vẫn cực kỳ am hiểu cách truy tung và phản truy tung, huống chi cảnh giới đối phương còn cao hơn hắn. Ta chỉ cần một mảnh Dạ Linh Diệp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu như có thể hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên không muốn xuất thủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho sao? Nam tử mặt quỷ thản nhiên nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ rất lẳng lặng, nam tử mặt quỷ mang theo Dạ Linh Diệp chạy, nhất định là không định cùng người khác cộng hưởng. Dù sao, hắn cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói chỉ là nhiệm vụ nhị tinh, thành công cũng được 3 điểm tích lũy. Nhưng đối với Tiêu Phàm cùng 3 sát thủ kia mà nói lại là nhiệm vụ tam tinh, có thể có được 8 điểm tích lũy, nam tử mặt quỷ tự nhiên sẽ không cho bọn hắn. Tiêu Phàm đã sớm đoán được điểm này, bất quá hắn vẫn duy trì bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sẽ không cho nên ta cũng không nghĩ ngươi sẽ tự nguyện cho ta. Thế thì ta chuẩn bị tự mình đến lấy. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Trong giọng nói của nam tử mặt quỷ đều là vẻ khinh thường, chiến hoàng cảnh trung kỳ khẩu khí ngược lại không nhỏ, ngươi biết hồn thú thủ hộ Dạ Linh Diệp không? Thì sao, Tiêu Phàm cũng không gấp, ngươi muốn theo ta chơi,
vậy liền đùa với ngươi. Chết, nam tử mặt quỷ băng lãnh thốt ra một câu, thân hình bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã cách Tiêu Phàm khoảng một trượng, một đạo hàn mang xẹt qua tầm mắt Tiêu Phàm, hướng hắn ngực đâm tới. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được vẻ mặt của nam tử mặt quỷ dưới mặt nạ kia mang theo vẻ tàn nhẫn, hắn nói nhiều như vậy chỉ muốn chuyển di lực chú ý của bản thân, thừa cơ đánh lén mà thôi. Nếu đổi lại là chiến hoàng trung kỳ khác, có lẽ thật đúng là để hắn thành công. Đáng tiếc, hắn gặp phải Tiêu Phàm. Bang, hư không bỗng truyền đến một trận thanh âm kim loại va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, chẳng biết lúc nào trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, thập phần nhẹ nhõm ngăn trở mũi kiếm nam tử mặt quỷ. Thân ảnh Tiêu Phàm không ngừng bay vụt ra sau, thân thể nam tử mặt quỷ theo vào, trường kiếm biến ảo, lần nữa đâm ra. Đinh đinh đang đang, một trận thanh âm thanh thúy êm tai vang lên, hai người nhanh chóng giao thủ, tất cả công kích nam tử mặt quỷ đều bị Tiêu Phàm ngăn cản. Ngươi là ai? Nam tử mặt quỷ rốt cục có chút kinh ngạc, chiến hoàng đỉnh phong hắn đều có thể giết, nhưng lại không làm gì được một chiến hoàng trung kỳ. Chủ yếu nhất là đối phương còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Huyết lâu, U Linh, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mặc dù nam tử mặt quỷ chiêu chiêu chí mạng nhưng Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh. Hắn lĩnh ngộ tam trọng sát ý, cho dù tản ra sát ý cũng có thể siêu thoát phàm trần, không bị cảm xúc chi phối. Huyết lâu nam vực lúc nào có dạng cao thủ này. Nam tử mặt quỷ nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới cái tên U Linh này, sau đó trầm giọng nói a, ngươi là người bách thắng ở sinh tử đấu trường, lấy được nhập trường khoán. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái. Vậy ngươi có thể chết. Nam tử mặt quỷ đột nhiên đổi tốc độ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện sau lưng Tiêu Phàm, một kiếm đâm xuyên lưng Tiêu Phàm. Đáng tiếc. Nam tử mặt quỷ rút trường kiếm về, khiến hắn rất ngạc nhiên là thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi hòa tan, nam tử mặt quỷ kêu sợ hãi, tàn ảnh. Phốc phốc, một đạo huyết sắc lợi nhận từ ngực hắn bắn ra, máu tươi chảy ra. Nam tử mặt quỷ toàn thân run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất nửa bên đang tươi cười, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Thật đáng tiếc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trường kiếm nhấc lên, nam tử mặt quỷ lập tức nổ tung. Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chiếc hồn giới. Trong bàn tay xuất hiện một gốc bạch sắc linh thảo toàn thân trong suốt, mọc ra bốn mảnh lá cây, dưới dạ quang lộ ra cực kỳ yêu diễm, quỷ dị là linh khí bốn phía động quay quanh nó. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, thật đúng là may mắn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đây quả thật là vượt qua ý muốn của hắn, lúc này mới không đến một ngày mà thôi. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, trong đêm tối lại có ba đạo gai nhọn phóng đến, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang. Một trận hàn phong thổi qua, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, ba đạo lợi mang tại hư không va chạm, kích động từng đạo kiếm khí, quét sạch bốn phương tám hướng. Người đâu, ba thân ảnh lách mình đến, nhưng cũng không gặp bóng dáng Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên ba người cùng hợp tác trước đó quay lại, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng nam tử mặt quỷ giao chiến, lúc này mới ẩn núp. Một khi Tiêu Phàm cùng nam tử mặt quỷ có một bên thất bại, bọn hắn liền lập tức xuất thủ diệt sát người còn lại. Thật không nghĩ đến tốc độ Tiêu Phàm vượt qua tưởng tượng bọn hắn. Bọn hắn không biết rằng Tiêu Phàm đã sớm phát hiện ra bọn hắn. Dù sao động tĩnh giao thủ cùng nam tử mặt quỷ không nhỏ, không chỉ ba người bọn hắn tới gần, còn có sát thủ và hồn thú khác âm thầm tới gần. Phía trên các người đây, đánh lén thì vui sao? Đột nhiên, một âm thanh thăm thẳm từ đỉnh đầu ba người vang lên. Ba người đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn thấy Tiêu Phàm mặc một bộ áo bào đen ở trên cao nhìn xuống. Nhìn ba người giống như nhìn ba con sâu kiến. Còn người bằng lãnh vô tình. Các hạ được bốn mảnh dạ linh diệp, tính ra không có giá trị, bán cho chúng ta thì như thế nào? Trong đó một người đeo mặt nạ mang theo bạch sắc tinh thể nói ra, thanh âm có chút mềm mại, nhìn tư thái hẳn là một nữ tử. Không có ý nghĩa sao? Nếu không có ý nghĩa, các ngươi làm sao còn muốn? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói. Dạ linh diệp trong tay hắn, ba người này liền rất có thể bị đào thải. Mặc dù vòng thứ hai cùng sát thủ Diêm La Phủ tạm thời không phải là đối thủ, nhưng đến vòng thứ ba vẫn sẽ đụng chạm. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng rõ ràng coi như đào thải ba người này, cũng có ba người khác bổ sung,
bởi vì vòng thứ hai tiến giai là dựa theo tỷ lệ. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm nguyện ý cùng ba người đáp lời, bởi vì ba mảnh dạ linh diệp có lẽ có thể bán với giá tiền cao. 200 vạn thượng phẩm hồn thạch một mảnh, như thế nào? Nữ sát thủ mặt nạ màu trắng nói ra. 500 vạn một mảnh, chắc giá. Tiêu Phàm trực tiếp duỗi ra năm ngón tay, hắn vốn là cùng Diêm La Phủ có thù, mẫu thân Tiểu Kim chính là chết ở trong tay sát thủ Diêm La Phủ. Mặc dù người sau lưng là Thánh Thành Lôi ra, nhưng Tiêu Phàm đã sớm đều ghi hận toàn bộ người Diêm La Phủ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không ở Long Hoàng Đế Triều, vì huyết yêu nhiều báo thù, liền đem hơn 60 sát thủ Diêm La Phủ toàn diệt. Người ép giá, nữ sát thủ khẽ nói. Ép giá các ngươi thì như thế nào? Hiện tại ta không muốn bán, vừa nãy các ngươi đánh, ta còn chưa tính sổ cùng các ngươi đâu, mỗi người lưu lại một cánh tay, cút ngay. Tiêu Phàm nói trở mặt thì trở mặt, căn bản không có bất kỳ đường xoay sở. Ba người hảo hảo tự phụ, thật sự cho rằng Tiêu Phàm sợ ba người bọn hắn, không dám giết bọn hắn. Chiến hoàng cảnh trung kỳ, đừng tưởng rằng may mắn chém giết một chiến hoàng cảnh hậu kỳ liền tự cho là đúng. Mặc kệ ngươi có phải là người Diêm La Phủ hay không, đều phải chết. Nữ sát thủ trong nháy mắt tản ra sát ý đáng sợ, một cái lắc mình liền vào tới Tiêu Phàm. Xuất thủ quyết đoán, tấn mãnh, chớp mắt liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Đều thích chơi chiêu này, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ đằng xa gào thét mà tới, phía sau hàn mang còn theo một đạo hắc ảnh. Tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn một mực chú ý đến bốn phía, đề phòng bị đánh lén, có thể căn bản không phát hiện ra người này tồn tại, thẳng đến giờ phút này hắn xuất thủ. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, cấp tốc hướng về phía sau thối lui, kiếm nữ sát thủ cách hắn chỉ có ba thước. Nhưng đạo hàn mang kia giống như phù quang lược ảnh, đến cực nhanh, xông thẳng đến nữ sát thủ. Ngươi dám! Hai sát thủ khác kêu to, không chút do dự xuất thủ. Nữ sát thủ càng bị dọa đến hoa dung thất sắc, muốn rút thân rời đi, đáng tiếc vẫn bị chậm một bước. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, kiếm trong tay nữ sát thủ bị quăng ra ngoài. Mặt nạ trên mặt bị phá vỡ, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong mang theo vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Trên cổ nàng, máu tươi như suối phun. Bắn về phía không trung, che làm sao cũng đều không che được. Dám giết Vô Ưu, người có biết huynh trưởng Vô Ưu là vô tâm. Hai sát thủ nhìn thấy thi thể nữ sát thủ, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, nữ sát thủ Vô Ưu lại bị giết, giận là hai người bọn hắn cho dù hợp lực cũng không phải là đối thủ người vừa mới xuất hiện kia. Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, ba sát thủ rõ ràng là tự mình tiến tới, vì cái gì có người chặn ngang một cước. Diệt sát bọn họ. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa lại nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng, mang theo mặt nạ màu trắng bình thường. Bên trên mặt nạ màu trắng có mấy đạo vết máu, cầm trong tay một chuôi huyết sắc trường kiếm. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, người tham gia sát phương thí luyện bình thường đều mặc áo bào màu đen để hành động thuận tiện, người này ngược lại, vậy mà mặc áo bào trắng, cũng quá phong cách rồi, không phải là độc hành chứ. Khí tức hồn lực làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm cau mày một cái, ánh mắt đảo qua nam tử áo bào trắng. Chỉ cần là người Diêm La Phủ đều phải chết. Áo bào trắng nam tử rốt cục mở miệng, ngữ khí thập phần băng lãnh. Nghe thấy âm thanh này, ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi lóe lên, khóe miệng nhếch lên một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là ngươi. Ngươi, hắc y nhân trong đó còn muốn nói cái gì? Nhưng tốc độ thanh niên áo bào trắng quá nhanh, hắn vừa mới thốt ra một chữ liền bị nhất kiếm phong hầu. Ngươi là ai? Một người cuối cùng rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn báo ra danh hào vô tâm, người này còn dám giết bọn hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Nhớ kỹ, ta gọi ẩm huyết. Ngữ khí nam tử áo bào trắng vẫn rất băng lãnh, tựa như căn bản không quan tâm người gọi là vô tâm, ánh mắt bên trong chỉ có sát khí. Chính như hắn nói. Người Diêm La Phủ ở trước mặt hắn đều phải chết. Ẩm huyết, người là La Sinh Môn Ẩm huyết, người kia bị dọa đến toàn thân run rẩy, quay người liền hướng nơi xa chạy đi, thật sự là tên này quá vang dội.
Lần trước bọn hắn ở bên trong một tòa đế đô tiến hành vòng thí luyện thứ nhất, những người đại gia tộc ngược lại không giết sát thủ Diêm La Phủ bọn hắn, nhưng cuối cùng cũng bị Ẩm Huyết giết chết. Diêm La Phủ triệt để tức giận, đem Ẩm Huyết đặt vào sổ đen, trừ Ẩm Huyết, một người khác cũng bị Diêm La Phủ đặt vào sổ đen, người kia gọi là Tiêu Phàm. Phốc, máu văng tung tóe, người thứ ba cũng ngã xuống, hắn trước khi chết rốt cục biết rõ đối phương thực không sợ vô tâm, bởi vì Ẩm Huyết cũng là sát thủ thiên tài La Sinh Môn, cùng Diêm La Phủ vô tâm là ngang cấp độ. Huyết hoa bay tán loạn, trường kiếm sát thủ áo bào trắng vào vỏ, quay người hướng về phương xa bay đi, tựa như là một việc không có ý nghĩa. Âm thầm có không ít sát thủ thối lui, bọn hắn nghe được hai chữ Ẩm Huyết, tất cả đều bị dọa đến vãi cả linh hồn. Nhất là người Diêm La Phủ đối với Ẩm Huyết phát ra sợ hãi từ trong tiềm thức. Ẩm Huyết, không sai, cũng phù hợp tâm cảnh ngươi. Tiêu Phàm khẽ nói, dường như nói mê. Nhưng mà lời này lại được Ẩm Huyết nghe được, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi biết ta. Có biết hay không thì như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù nhận ra Ẩm Huyết, nhưng Ẩm Huyết lại không nhận ra hắn. Ngươi rất mạnh, còn ngươi Ẩm Huyết lấp lóe không yên, cuối cùng nói ra một câu, cũng không quay đầu, hướng nơi xa chạy đi. Không phải hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là hắn cùng với người khác có thể phát giác được thực lực chân thực của Tiêu Phàm khiến hắn cảm giác rất nguy hiểm, cho nên dứt khoát rời đi. Yên tâm, rất nhanh chúng ta còn gặp lại. Tiêu Phàm nhìn Ẩm Huyết rời đi, hai mắt khẽ híp lại một cái. Tiêu Phàm đứng sừng sững trong không trung. Quan sát bốn phía, hắn phát hiện, có mấy cỗ khí tức cường đại đang thăm dò hắn, bất quá Tiêu Phàm lơ đễnh. Hắn đã lĩnh ngộ tam trọng sát ý, sớm đã không chỉ là một sát thủ, giết hay không giết đều chỉ như ở giữa nhất niệm. Những người này không uy hiếp được lợi ích và sinh mệnh của hắn, Tiêu Phàm cũng không tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình biến mất tại chỗ, hướng về phương xa lao nhanh đi. Nhìn tất cả mọi người ban đêm đều không nghỉ ngơi, là ta quá xem thường vòng thứ hai. Tiêu Phàm ở không trung trong rừng nhanh chóng xuyên toa, trong lòng nghĩ thầm, ta xác thực đã quên, ban đêm không chỉ là thiên hạ hồn thú, cũng là thiên hạ sát thủ. 8 điểm tích lũy tới tay, còn 2 nhiệm vụ, ta cũng phải mau chóng tìm nhiệm vụ mới được. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ tam tinh thứ nhất vậy mà tùy tiện hoàn thành như thế, việc này còn một ngày cũng chưa tới. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quá nhiều kinh hỉ, hắn hoàn thành một nhiệm vụ lại giết chết 4 người, mà dạng sự tình này khắp nơi đều đang phát sinh. Bọn hắn chỉ có chừng 100 người tiến vào vòng thứ 2, đào thải 50%, có 5% người có thể tiến vào vòng thứ 3, tiếp tục 5% người bị đào thải thì còn lại bao nhiêu người có thể sống sót đây? Cho dù tiến vào vòng thứ 3 thì sẽ có mấy người có thể sống? Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, sát phương thí luyện thật đúng là tàn khốc, phải biết những kẻ này đều là cường giả chiến hoàng cảnh. Những chiến vương cảnh đỉnh phong một khi thông qua vòng thứ hai, đều sẽ đột phá đến chiến hoàng cảnh. May mắn là Tiêu Phàm không cố ý ẩn tàng khí tức, trực tiếp ở trên không hoành hành, dù sao hắn tin tưởng lấy thực lực bản thân, người bình thường muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần ở trên không mới có thể mau chóng tìm ra hai bức sơn mạch trong địa đồ còn lại, nếu trong rừng, ai biết sẽ tìm tới năm nào tháng nào. Vào lúc Tiêu Phàm tham gia sát phương thí luyện vòng thứ hai, Đại Long Đế Triều lại phát sinh đại sự. Tại vị trí Đại Long Đế Cung, bên trong hư không hắc ám bóng người thướt tha, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức khắc nghiệt, cực kỳ áp bức, khiến cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Hoa Thiên bảo, người thật đúng là thật lớn mật. Dám ngỗ nghịch Long gia. Một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Trên quảng trường, hai đạo thân ảnh đứng đấy, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy tự nhiên sẽ nhận ra một người trong đó, chính là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Bảo, mà một người khác lại là Đại Long Đế chủ. Mở miệng nói chuyện chính là Đại Long Đế chủ, sau lưng Đại Long Đế chủ lại là một đám cường giả Long gia, Long Vũ, Long Thần, Long Tiêu dù vừa mới phục hồi như cũ cũng nghiễm nhiên xuất hiện. Lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện. Đế chủ, không phải Hoa gia ta ngỗ nghịch Long gia ngươi, mà là Hoa mỗ tìm đế chủ đòi lại một cái công đạo. Hoa Thiên Bảo không có bất kỳ cái gì e ngại. Xem như Đại Long Đế triều gia tộc cự phách, Hoa gia tự nhiên có nội tình cũng không e ngại Long gia,
chỉ là không muốn liều ngươi chết ta sống mà thôi. Cái gì công đạo, ngươi muốn chấm đem công chúa giao cho ngươi, đây chính là cái gọi là công đạo trong miệng ngươi. Đại Long Đế chủ mặt coi thường nói, giọng nói vô cùng uy nghiêm, trong lúc vô hình phát ra một cỗ khí thế cường đại. Long Vũ liên thủ huyền hoàng hãm hại con ta, giết Long gia trưởng lão, ta muốn nàng chôn cùng có cái gì không được. Chẳng lẽ chỉ cho đế tộc ngươi bao trùm phía trên vạn dân Đại Long Đế triều, không cho phép dân chúng ta lấy lại công đạo. Hoa Thiên Bảo nói năng khí phách. Giống đại gia tộc bọn hắn, bình thường đều không bên trong triều làm quan, hơn nữa, phía sau cũng không phải không có chỗ dựa, cho nên căn bản sẽ không cho Long ra mặt mũi. Nghe được Hoa Thiên Bảo nói, Đại Long Đế chủ nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng. Nhưng Hoa gia cũng dám bức thoái vị, cái này đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hoa gia chủ, ngươi nói ta hãm hại con trai của ngươi, ngươi có cái gì làm chứng cứ? Có bản sự để con trai của ngươi đến cùng ta đối chất a? Long Vũ đột nhiên mở miệng nói, thần sắc không có mảy may e ngại. Ngươi, Hoa Thiên Bảo kém chút tức giận phun ra mấy ngụm lão huyết, nhi tử hắn cũng đã chết, thế nào còn cùng ngươi đối chất? Hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, Long Vũ tuyệt đối là cố ý chọc giận bản thân, trong lòng hắn cũng càng thêm khẳng định, Long Vũ cùng Huyền Hoàng thông đồng. Làm sao, ngươi không dám đúng không, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta hãm hại nhi tử ngươi? Long Vũ nói năng khí phách. Cửu muội, Hoa Thiếu Phi đã chết, hắn làm sao cùng ngươi đối chất? Sắc mặt Long Thần tối đen, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. À, nguyên lai là chết rồi. Chính là không có chứng cứ. Long Vũ lơ đễnh nói, sau đó lại nói, ngươi nói là Huyền Hoàng hại nhi tử ngươi, có bản sự, ngươi đi đem Huyền Hoàng đến cùng ta đối chất, không sợ nói cho ngươi biết, ta cùng Huyền Hoàng căn bản không có giao tình gì. Không có giao tình gì, ngươi ngày đó cố ý đến Hoa gia ta đem hắn mang đi. Hoa Thiên Bảo thiếu chút nữa thì không nhịn xuống một cái tát chết Long Vũ, nhưng không tới vạn bất đắc dĩ hắn vẫn không muốn cùng Long gia vạch mặt. Đó là bởi vì Huyền Hoàng chữa bệnh cho đại ca, lần trước đại ca tỉnh lại, cố ý để ta đi tìm hắn, nhưng ta cũng không nghĩ đến hắn đột nhiên liền chạy. Long Vũ giả bộ như cái gì đều biết. Hoa Thiên Bảo tức giận sắc mặt tái nhợt, muốn xuất ra chứng cớ, hắn thật đúng là không lấy ra được. Đúng rồi, còn có Tiêu Phàm, việc này ngươi dù sao cũng nên biết đi, lần trước chữa bệnh cho ngươi, nhưng hắn lại giết trên trăm chiến hoàng cảnh Hoa gia ta. Ngươi còn có gì để nói? Hoa Thiên Bảo biết rõ vấn đề Huyền Hoàng không có khả năng làm khó Long Vũ. Nhưng trong lòng hắn thập phần khẳng định, Long Vũ cùng Huyền Hoàng nhất định quen biết. Hoa Thiên Bảo tự nhiên cũng không có khả năng liền từ bỏ như vậy, cho nên đành phải tìm mặt khác lấy cớ. Tiêu Phàm ta không biết, hắn cứu ta cũng là bởi vì hắn tham gia sát phương thí luyện xâm nhập cung điện, nói đến cùng hắn vẫn là địch nhân chúng ta. Tiêu Phàm gây trọng thương cho đại ca ta, tất cả mọi người đều biết, ta hiện tại cũng hận không thể giết hắn, làm sao có thể biết hắn. Long Vũ thản nhiên nói. Ngươi, Hoa Thiên Bảo nhất thời không biết mở miệng như thế nào, bởi vì Long Vũ nói hoàn toàn là thật, Tiêu Phàm là địch nhân Long gia, tại sao có thể là bằng hữu Long gia. Hoa gia chủ, ngươi yên tâm, lần sau gặp được Tiêu Phàm, ta thay Hoa gia ngươi báo thù. Long Tiêu hết sức trịnh trọng nói. Long Vũ kém chút trợn mắt một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, Long Thần một bên tựa như phát hiện cái gì, trong lòng chậm chạp nói, cửu muội ngay từ đầu nhìn thấy Huyền Hoàng thái độ liền không giống bình thường, sẽ không thực sự là nàng và Huyền Hoàng thông đồng hãm hại Hoa Thiếu Phi. Trên mặt Long Thần lộ ra vẻ cổ quái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng cả kinh kêu lên, chờ đã, Tiêu Phàm chính là U Linh đây là sự thật, hơn nữa còn là một thất phẩm luyện dược sư. Huyền Hoàng lúc đầu nhìn thấy nữ sát thủ không chút do dự xuất thủ cứu giúp, bọn hắn quen biết, hơn nữa Huyền Hoàng cũng là thất phẩm luyện dược sư, nếu như là như vậy mà nói, cái kia. Tiêu Phàm chính là Huyền Hoàng, Long Thần kém chút sợ hãi kêu ra, mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm vì sao biến dạng, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Phàm có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ, có lẽ thật đúng là khả năng làm đến bước này. Không thể không nói, IQ Long Thần vô cùng cao. Một cái liền đoán được. Thay Hoa gia ta báo thù. Hoa Thiên Bảo rốt cục mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, phất ống tay áo một cái, quát lạnh nói, không cần, hôm nay, Long Vũ ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao.
hôm nay, Long Vũ người giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Âm thanh Hoa Thiên Bảo bá đạo vang lên, giờ phút này trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm, dẫn đầu Hoa gia bước thoái vị, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ có thể mang Long Vũ đi. Chỉ muốn từ trong miệng Long Vũ biết rõ Huyền Hoàng cùng Tiêu Phàm ở đâu. Thế nhưng, hắn phát hiện quả đấm giống như đánh vào bông, căn bản không có cảm giác. Huyền Hoàng cùng Tiêu Phàm đều chẳng biết đi đâu, hiện tại hắn đành phải ra tay từ trên người Long Vũ. Hắn chỉ có một nhi tử, bây giờ Hoa Thiếu Phi đã chết, Hoa Thiên Bảo ngay cả mạng đều muốn nữa, dù cùng Long gia cùng chết, hắn cũng không sợ. Chấm không giao thì sao? Đại Long Đế chủ sầm mặt lại, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh cường ngạnh. Long gia dù sao cũng là đệ nhất gia tộc Đại Long, cho dù Hoa gia ngươi có mạnh hơn thì như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn Đại Long lật sóng? Không giao, vậy liền đánh đi, thay phiên làm hoàng đế, hiện tại cũng nên đến phiên Hoa gia. Hoa Thiên Bảo nhe răng cười một tiếng, phất tay, lít nha lít nhít bóng người đột nhiên đáp xuống, hướng về sau lưng Đại Long Đế chủ đánh tới. Hoa Thiên Bảo, người điên rồi sao? Đại Long Đế chủ phẫn nộ quát. Hắn trước đó cảm giác có chút không thích hợp, hôm nay Hoa Thiên Bảo mang theo tất cả mọi người Hoa gia xuất động, căn bản không giống buộc hắn giao ra Long Vũ, ngược lại là muốn buộc hắn giao ra bảo tọa đế chủ. Chỉ là Hoa Thiên Bảo một mực tìm không thấy cái cớ mà thôi, bây giờ có cớ, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Điên, ta điên, con ta đã chết, ta cũng không có gì để sợ, người giao Long Vũ ra hay không cũng không quan trọng. Hoa Thiên Bảo giống như điên cuồng. Hừ, đã như vậy, vậy liền đánh đi, tất cả mọi người nghe lệnh, người Hoa gia giết không tha. Đại Long Đế chủ phẫn nộ quát, đưa tay một quyền hướng về Hoa Thiên Bảo oanh sát mà đến. Hoa Thiên Bảo dám tạo phản, vậy ta trước hết để cho hài cốt ngươi không còn. Hoa Thiên Bảo cười lạnh, đưa tay chính là một trường, một cỗ phong nhận cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, đám người Long Vũ cách không xa, tất cả đều bị tung bay. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động bốc lên không thôi. Nguyên lai đột phá chiến đế, đây chính là cái người ỷ vào sao. Đại Long Đế chủ một quyền bá đạo bị Hoa Thiên Bảo một quyền ngăn lại, thần sắc cực kỳ băng lãnh. Còn chưa đủ à, Hoa Thiên Bảo lạnh lùng cười một tiếng, hồn lực quanh thân ba động, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt, hắn đột phá chiến đế đã thật nhiều năm, chỉ là một mực không ai biết mà thôi. Hừ, Đại Long Đế chủ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ hồn lực bàng bạc hướng cánh tay hắn dũng mãnh lao tới. Hoa Thiên Bảo thân hình vừa lui, mượn nhờ một cỗ đại lực hướng về không trung phóng đi. Đại Long Đế chủ không chút do dự đi lên, hắn thực sự nghĩ không ra, Hoa gia đến cùng có cái gì ỷ vào, dám đại náo đế cung. Nơi xa, ba huynh muội Long Vũ, Long Thần cùng Long Tiêu cảnh giác nhìn tứ phương. Đại Long tướng sĩ cùng người Hoa gia chém giết cùng một chỗ, chiến kỹ chói lọi bao phủ hư không. Thiên khung đều run lên một cái. Động tĩnh to lớn không khỏi gây nên kinh ngạc cho bách tính Đại Long, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng về đế cung nhìn lại. Hoàng triều cùng vương triều thay đổi, sự tình thường xuyên phát sinh, nhưng đế triều thay đổi là rất ít khi phát sinh, bởi vì nội tình đế tộc xa xa không phải gia tộc khác có thể so sánh. Dù sao, vương triều có hoàng triều áp chế, mà hoàng triều đã có đế triều áp chế. Nhưng đế triều lại không có bị bất kỳ thế lực nào áp chế. Nếu như nói cứng áp chế, cái kia cũng chỉ có Thánh Thành, nhưng Thánh Thành sẽ không bóc lột đế triều, về phần vụng trộm như thế nào liền không biết được. Dù vậy, đế tộc hơn ngàn năm tích lũy cũng không phải đại gia tộc khác có thể so sánh. Khối bánh ngọt lớn bên trên đế triều, đế tộc chiếm cứ một phần to lớn nhất. Chẳng lẽ có người chuẩn bị ra tay với đế tộc, ai mà to gan như vậy? Hẳn là Hoa gia. Mấy ngày này, Hoa gia lịch luyện tất cả tu sĩ, hơn nữa, vừa rồi có người nhìn thấy người Hoa gia không kiêng nể gì xâm nhập đế cung. Đám người kinh ngạc nhìn đế cung, nơi đó hỏa diễm trùng thiên, kiếm khí đao quang mãnh liệt, che khuất cả thiên khung, người xem tê cả da đầu. Bên trong đế cung, ba huynh muội Long Vũ cũng được chiếu cố, nhất là Long Vũ, trở thành đối tượng Hoa gia muốn công sát. Cửu muội, ngươi nhanh rời khỏi nơi này. Ta cuối cùng cảm giác việc này không đơn giản. Long Thần một kiếm chém giết một người, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Long Vũ. Nhị ca, ta sẽ không đi. Long Vũ kiên định lắc đầu. Ngươi nghe ta nói. Long Thần bắt lấy cánh tay Long Vũ cấp tốc rút lui mà quay về.
Long Tiêu lập tức đến, đem hai người bảo hộ sau lưng, sắc mặt trầm xuống nói, hai người các ngươi đều đi, nơi này giao cho ta cùng phụ đế. Đại ca, nhị ca, một cái hoa gia mà thôi, tất yếu sợ hãi như thế sao? Long Vũ trầm giọng nói. Cửu muội, ta biết ngươi là người đầu não thông minh nhất trong tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Hoa Thiên Bảo người này bình thường nhát gan sợ phiền phức, hôm nay dám xuất thủ Long gia, ngươi cảm thấy bình thường sao? Long Thần mặt âm trầm nói. Lão nhị, ngươi là nói có người ở phía sau ủng hộ hoa gia. Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại sắc mặt Long Vũ thập phần bình tĩnh, nàng tựa như đã sớm đoán được. Long Thần gật gật đầu, còn người rơi vào trên người Long Vũ thụ thanh âm thành tuyến nói, kỳ thật, Huyền Hoàng chính là U Linh đúng không? Nhị ca, ngươi làm sao biết? Long Vũ kinh ngạc nhìn Long Thần. Đoán được, thương thế đại ca thật ra là Tiêu Phàm chữa cho, bất quá tốt nhất đừng nói cho đại ca, không được nói cái gì. Long Thần đắng chát lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn chân trời, sắc mặt Long Thần trầm trọng, đại ca, ngươi mang theo cửu muội rời đi, ta cuối cùng cảm giác việc này không đơn giản. Lão nhị, mặc dù ta không thích ngươi, ngươi và ta cũng thường xuyên có mâu thuẫn, nhưng ta biết trong đáy lòng ngươi đều là đang vì ta mà suy nghĩ. Nếu như không phải ngươi, lần trước ta đã bị Tiêu Phàm giết chết, dù sao cái mạng ta đây cũng coi là nhặt được, ta lưu xuống, các ngươi đi. Long Tiêu lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Long Thần. Hết sức trịnh trọng nói ra. Đại ca, Long Thần lúc này mới phát hiện, đại ca hắn cũng không phải là cái gì đều không biết, chỉ là tình cảm đều chứa ở trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Vũ nói, cửu muội, chúng ta thay ngươi yểm hộ, ngươi lặng lẽ rời đi, nếu như phụ đế giết Hoa Thiên Bảo, ngươi trở lại, nếu có vạn nhất. Ha ha, đường đường đế chủ cũng không gì hơn cái này. Long Thần lời nói chưa dứt thanh âm. Một đạo thanh âm cuồng bá vang lên. Long Thần, Long Vũ đám người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về không trung lao đi, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống, trên bầu trời, Hoa Thiên Bảo một mặt bình tĩnh đứng lơ lửng trên không. Phụ đế, Long Thần mấy người kêu to, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí Đại Long Đế Chủ. Chỉ là lúc này Đại Long Đế Chủ máu me khắp người, trên người nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, căn bản không ra bất luận dạng nào. Long Thần một trưởng chống đỡ phía sau Đại Long Đế Chủ, hồn lực bàng bạc chút vào thể nội hắn, nhưng mà khiến Long Thần rất ngạc nhiên là, hồn hải Đại Long Đế Chủ gần như bị phế, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Phụ đế! Long Thần kêu sợ hãi, hai mắt huyết hồng. Ta muốn giết các ngươi! Long Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, như một đầu dã thú hung mãnh, sát khí trùng thiên. Tiêu Nhi, Thần Nhi, Cửu Nhi, ba người các ngươi đi mau! Lôi ra, Cửu Tiêu Thương Hội cùng Cửu Tiêu Cung nhúng tay, đi mau. Đại Long Đế Chủ cơ hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng quát. Cửu Tiêu Cung, Lôi ra, nghe được mấy chữ này, Long Thần, Long Vũ cùng Long Tiêu ba người toàn thân run rẩy dữ dội. Đây chính là quái vật khổng lồ Long gia đều muốn ngưỡng vọng a, vậy mà lại âm thầm trợ giúp Hoa gia. Khó trách Hoa Thiên Bảo lớn mật như thế, cũng dám bước Long gia thoái vị, nguyên lai là có Lôi gia giúp đỡ. Lôi ra, Gia Gia và lão tổ bọn họ đâu? Con người Long Tiêu co rụt lại, hỏi. Là người thừa kế hợp pháp nhất Đại Long Đế Chủ tương lai, Long Tiêu rất rõ ràng nội tình đế tộc, không phải Hoa Gia có thể so sánh. Toàn bộ Long Gia, trừ phụ đế là chiến đế, còn có một vị lão tổ, cũng là cường giả chiến đế cảnh, đó mới là nội tình to lớn nhất Long Gia. Nhưng hiện tại bên ngoài chiến đấu lâu như vậy, hai đại cường giả chiến đế lâu năm cũng không có xuất hiện. Việc này khiến Long Tiêu như thế nào không lo lắng. Chết, bị người Lôi ra giết chết. Đại Long Đế Chủ hiển nhiên cũng vừa mới biết tin tức phụ thân hắn và một vị lão tổ khác, thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm tức giận, hắn chết không quan trọng, nhưng ba đứa con xuất sắc nhất không thể chết ở chỗ này. Đi, ta ngăn lại bọn hắn, các ngươi mau đi. Đại Long Đế Chủ gian nan đứng dậy. Cả người tỏa ra khí thế cường đại, hiện tại hắn đang thiêu đốt sinh cơ cuối cùng. Phụ đế, Long Tiêu cực kỳ không cam lòng, giữ tợn che mặt, hai mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, cùng Đại Long Đế Chủ song song đứng. Cửu muội, đại ca, đi. Long Thần nghiến răng nghiến lợi, dự cảm bất an trước đó là chính xác, chỉ là không nghĩ tới linh nghiệm nhanh như vậy.
hắn đối với thực lực phụ đế rất rõ ràng, Hoa Thiên Bảo tuyệt đối không có khả năng làm trọng thương Đại Long đế chủ, trừ phi còn có một cường giả chiến đế cảnh âm thầm đánh lén phụ đế. Nói cách khác, trên bầu trời không chỉ có Hoa Thiên Bảo là cường giả chiến đế, còn có một chiến đế cường giả khác, bằng không phụ đế hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bị trọng thương. Đối phương có hai chiến đế mà bọn hắn một phương chỉ có Đại Long đế chủ là chiến đế, hơn nữa đã dầu hết đèn tắt, nếu như bây giờ còn không đi, qua một lúc liền thực đi không được. Nếu như toàn bộ bị lưu lại, bọn hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ, ngược lại có người sống sót thoát đi khỏi nơi đây, Hoa gia có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Ta là Đại Long đại đế tử, ta không thể đi, các ngươi đi. Long Tiêu ngữ khí thập phần kiên quyết, đại đao trong tay chiếu lấp lánh, đao khí bắn ra, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn tản ra. Đại ca, Long Vũ còn muốn nói cái gì lại bị Long Thần lôi kéo hướng nơi xa bay đi, chúng ta đi. Long gia đã bại, người đầu hàng, không thì giết. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, Hoa Thiên Bảo quan sát phía dưới, rất có thần sắc tiểu nhân đắc chí, thống khổ mất con tựa như đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Long gia diệt vong, Hoa Thiên Bảo chính là Đại Long đế chủ, thậm chí còn có thể thay đổi triều đạo, không gọi là Đại Long đế triều mà kêu Đại Hoa đế triều cũng không phải không được. Nghe được Hoa Thiên Bảo gầm thét, Đại Long tướng sĩ tất cả đều đình chỉ chống cự, chỉ có người Long gia còn liều chết đánh cược một lần. Những người khác, Hoa Thiên Bảo có thể không giết, nhưng những người bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Tất cả mọi người Long gia nghe lệnh, rời Đại Long đế triều, mai danh ẩn tích, sống sót, đây là mệnh lệnh cuối cùng của gia chủ Long gia. Đại Long đế chủ dùng hết phần khí lực cuối cùng quát lớn. Đế chủ! Rất nhiều người nghe vậy, nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Không cam lòng là Long gia liền thất bại dễ như trở bàn tay như thế, phẫn nộ là, Hoa gia thay thế địa vị Long gia. Đi, Đại Long đế chủ quát ầm lên. Người Long gia, ai dám đi? Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, đám người Hoa gia không chút do dự xông lên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dạng đạo lý này Hoa Thiên Bảo tự nhiên rất rõ ràng. Nhất là Đại Long đế chủ có mấy người con cái xuất sắc nhất, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tùy tiện đào tẩu. Đi, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng gầm, nhìn thấy hai đạo bóng người từ trong đám người phóng lên tận trời, là Long Thần cùng Long Vũ. Muốn đi, Hoa Thiên Bảo tự nhiên liếc mắt liền nhận ra hai người, lách mình tại chỗ biến mất, một trưởng hướng về Long Thần cùng Long Vũ đánh tới. Hừ, Đại Long đế chủ hừ lạnh một tiếng, một quyền nghênh đón, lấy thực lực hắn ứng phó Hoa Thiên Bảo tự nhiên không có áp lực, nhưng giờ phút này hắn lại lộ ra vẻ vô cùng thận trọng. Oanh, một tiếng ngập trời nổ vang, hồn lực khủng bố phong bạo thổi khắp bốn phương tám hướng. Hoa Thiên Bảo bị một cỗ đại lực hất tung, trong miệng thổ huyết không ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi còn có lực đánh một trận, Hoa Thiên Bảo kinh ngạc kêu lên. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo lôi điện chớp lóe từ trên trời giáng xuống, lần nữa hướng về Long Thần cùng Long Vũ bay vụt đến, như kiếm bạo phát, như đao mang thập phần quỷ dị, ngoài dự liệu. Lôi ra, Đại Long đế chủ nhe răng trợn mắt, quanh thân thiêu đốt lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn, hướng về bầu trời đêm bay đi, dọc theo đạo thiểm điện nghịch thiên mà lên. Ngươi có thể đối phó được mấy người? Hoa Thiên Bảo mặc dù bị Đại Long đế chủ đẩy lui, nhưng hắn vẫn là chiến đế cảnh, ứng phó mấy chiến hoàng cảnh tự nhiên không có bất kỳ áp lực gì. Đi! Long Thần không chút do dự, trường kiếm cầm trong tay mở đường. Chỉ thấy từng đạo giải lụa màu đen từ trên người hắn phát ra, đó là kiếm khí cực kỳ sắc bén. À, từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến, những tu sĩ tới gần Long Thần tất cả đều hướng mặt đất rơi xuống, dị thường quỷ dị làm cho không người nào có thể lý giải. Chết, Hoa Thiên Bảo gầm thét, từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Gần như đồng thời, một thanh âm băng lãnh vang lên. Chỉ thấy một đạo kim sắc đao hà từ mặt đất phóng lên tận trời, ngăn Hoa Thiên Bảo. Trừ Long Tiêu, còn có thể là ai? Giống, gầm lên giận dữ, tại đỉnh đầu Long Tiêu đột nhiên xuất hiện một đầu giao long rộng lớn, thân thể dài mười mấy trượng, móng vuốt lăng lệ, ánh mắt bá đạo. Toàn thân lóe ra hắc sắc u quang, lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, tại mi tâm mọc ra một sừng dài màu trắng, ẩn ẩn lôi điện lấp lóe, chính là bát phẩm chiến hồn thiên giác giao.
Long lôi khiếu thiên, hét dài một tiếng, Long Tiêu cùng thiên giác giao hòa làm một thể, lôi điện phía trên thiên giác giao hóa thành một đạo đao hà đáng sợ xông thẳng đến Hoa Thiên Bảo. Vậy mà ẩn chứa lôi chi ý chí, Hoa Thiên Bảo sầm mặt lại, không dám chính diện giao phong, hướng về phía sau thối lui. Hoa Thiên Bảo, đại ca ta nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định để hoa ra ngươi chôn cùng. Long thần lưu lại một câu ngoan thoại, liền mang Long Vũ lập tức hướng bên ngoài đế cung lao đi, đệ tử Long gia cũng nhao nhao đạp không mà lên, phân tán bốn phương tám hướng. Ngăn bọn hắn lại, giết không tha. Hoa Thiên Bảo phẫn nộ kêu to, bị một tu sĩ chiến hoàng cảnh ngăn lại, trên mặt hắn tối tăm nhưng hắn vốn nhát gan sợ phiền phức, huống chi, hắn trước đó bị Đại Long đế chủ kích thương, hơn nữa Long Tiêu giờ phút này khí thế kinh người như thế nào hắn dám liều mạng. Tu sĩ Hoa gia bốn phía nghe vậy cũng không chút do dự lựa chọn xuất thủ, đáng tiếc Long Vũ cùng Long Thần đã sớm không thấy tăm hơi. Sau nửa ngày, một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Phụ đế, Long Tiêu kêu to, lời còn chưa dứt, một đạo trưởng cương trống rỗng xuất hiện, một bàn tay đánh vào phía sau lưng Long Tiêu, thể nội Long Tiêu truyền đến thanh âm hồn hải phá toái, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trên không trung quảng trường đột nhiên xuất hiện một hắc bào nam tử, Hoa Thiên Bảo thấy thế, vội vàng nịnh nọt nghênh đón, đa tạ Lôi Vân trưởng lão. Sắc mặt hắc bào nam tử âm trầm, lạnh lùng liếc Hoa Thiên Bảo, nói, vô dụng. Còn lại ngươi tự mình xử lý đi. Cách Long Hoàng đế đô mấy trăm dặm, trong một mảnh cổ lâm rậm rạp, hai đạo thân ảnh gian nan tiến lên. Chân trời đã tảng sáng, một sợi tường quang từ phương đông bắn ra. Kim sắc quang mang như sóng lúa cuốn tới, một làn sóng qua một làn sóng, xua tan hắc ám cuối cùng. Cửu muội, ngươi thế nào? Một âm thanh hơi có vẻ mỏi mệt vang lên, nói chuyện chính là Long Thần, hắn máu me khắp người, bị người Hoa gia truy sát, trên người xuất hiện nhiều vết kiếm. Ta không sao. Long Vũ bộ dáng thập phần chật vật, tu vi nàng tương đối thấp, chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, nếu như không phải Long Thần che chở, đoán chừng đã sớm bỏ mình. Vết kiếm trên tay ngươi rất sâu, kim sang dược lăng vân thương hội hiệu quả không tệ, có thể xóa sẹo. Long thần lấy ra một bình dược dịch chuẩn bị cho Long Vũ thoa lên. Sau một khắc, ánh mắt hắn đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt gắt gao nắm lấy tay trắng Long Vũ, khiến hắn rất ngạc nhiên là, vết kiếm sâu thấy xương giờ phút này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Vết kiếm trên tay ngươi đâu? Long thần tựa như nhìn thấy quỷ. Nếu như không phải hắn một mực lôi kéo Long Vũ chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ coi người trước mắt không phải Long Vũ. Ta cũng không biết. Long Vũ cũng một mặt kinh ngạc nhìn cánh tay mình, nàng phát hiện, vết kiếm chẳng những không thấy, ngược lại da rẻ so với trước càng thêm mịn màng. Nhị ca, người nói đại ca cùng phụ đế thế nào? Long Vũ rất nhanh liền thu liếm tâm thần, thập phần lo lắng nói ra. Long thần sầm mặt lại vô cùng, cười nói. Không có sự tình, coi như phế tu vi phụ đế cùng đại ca, bọn hắn cũng không dám tùy tiện giết chết phụ thân và đại ca. Vạn nhất thì sao? Long Vũ lo lắng nói, nàng không ngốc, ngược lại rất cơ trí, chỉ là có thời điểm càng nhạy bén thì càng khó chịu, bởi vì nàng đã sớm đoán được kết quả. Lôi ra xuất thủ, Hoa gia còn kiêng kỵ cái gì không? Không cần thiết, kết quả tất yếu dĩ nhiên là giết chết phụ đế bọn hắn cùng Long Tiêu. Bởi vì hai người đã không có giá trị để giữ lại. Không có vạn nhất, chỉ cần một ngày không bắt được chúng ta, bọn hắn sẽ không chết. Con ngươi Long Thần vô cùng kiên quyết, nhưng trong lòng lại bổ sung một câu, lôi ra, Long Thần ta đời này cùng các ngươi không chết không thôi. Ừ, Long Vũ gật gật đầu, lại nói, nhị ca, ngươi nói, nếu như Long Tịch biết rõ sự tình phụ thân và đại ca, hắn có thể hay không? Không biết. Long thần lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại một gương mặt quen thuộc mà xa lạ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Long Tịch không phải là một trong tứ đại sát phương đời trước sao? Làm sao cùng Long gia có liên quan? Hơn nữa, bộ dáng Long thần tựa như không nguyện ý nhắc đến cái tên này. Hiện tại chúng ta đi đâu? Long Vũ cũng không muốn nói thêm hai chữ Long Tịch. Nàng bình thường rất thông minh, nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, không biết đi con đường nào. Long thần ngẩng đầu nhìn chân trời đã sáng rõ, hít sâu một cái nói, Long Hoàng đế đô không thể đi xuống,
Hoa gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, có lẽ Lôi gia cũng sẽ xuất thủ. Nói đến Lôi gia, nắm đấm Long Thần vang lên kèn kẹt, sự tình đêm qua hắn hận nhất không phải Hoa gia, mà là Lôi gia. Thế lực Đại Long Đế triều tại Chiến Hồn Đại Lục cũng coi là nhân vật cường hoành. Nhưng trước mặt một gia tộc Thánh Thành lại không như vậy, có thể nghĩ, Thánh Thành cường đại biết bao. Muốn báo thù nhất định phải không ngừng mạnh lên, trong lòng Long Thần tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Đại ca, nếu không chúng ta đi Đại Ly Đế triều đi, tìm Tiêu Phàm. Long Vũ đột nhiên nói ra, ánh mắt lộ ra một tia ước ao. Còn mấy tháng là Nam Vực Đại Bỉ, Nam Vực Đại Bỉ ngay tại Long Hoàng Đế Đô, đến lúc đó chúng ta cũng trở về, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện, hiện tại ta không muốn lãng phí bất luận thời gian gì. Long Thần lắc lắc đầu nói, trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Long Vũ hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền quyết định, ta cũng muốn mạnh lên, đột phá chiến đế, diệt Hoa gia. Đại Long Đế triều rất lớn, bọn hắn chưa hẳn tìm ra được chúng ta trước tùy tiện tìm vương triều ẩn tàng mấy tháng. Long Thần gật đầu nói, sau đó hai người lặng yên biến mất ở trong cổ lâm. Căn cứ thí luyện hồn thú, chân trời đã sáng tỏ, Tiêu Phàm một đêm không ngủ, một mực tìm vị trí hai nhiệm vụ nhưng không thu hoạch được gì. Dãy núi này thật đúng là lớn con mẹ nó quá rồi, hồn thú thất giai đỉnh phong vậy mà đều có không ít. Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, cho dù tìm ra vị trí nhiệm vụ đã rất khó. Tiêu Phàm oán thầm, một đêm không có kết quả khiến hắn thập phần khó chịu. Hắn đành phải an ủi bản thân, hiện tại cũng coi là hoàn thành một nhiệm vụ. Mới qua một ngày, còn 29 ngày nữa. Một đêm hắn đã xâm nhập mấy trăm dặm sơn mạch, dựa theo huyết yêu nhiêu nói, nơi này hẳn là một bộ phận hồn thú sơn mạch, hơn nữa còn là nơi cực sâu chóc sơn mạch. Dù lấy thực lực hắn có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng cũng không dám ở chỗ này quá mức làm càn. Nếu không dứt khoát tu luyện, nhất cử đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong thì sao? Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó lại lắc đầu. Hắn hiện tại muốn đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã là sự tình thập phần tùy tiện, chỉ là bây giờ còn đang trong vòng thứ hai sát phương thí luyện, một khi đột phá, hắn áp chế tu vi trước đó liền thất bại trong gang tấc. Trước đó hoàn thành nhiệm vụ tam tinh cũng bởi vì hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ, biến thành chiến hoàng cảnh đỉnh phong thì sẽ trở thành nhiệm vụ nhất tinh, 8 điểm tích lũy cũng giảm thành 1 điểm tích lũy. Vụ làm ăn này không có lợi lắm, dù sao đột phá cũng không nhất định để cho thực lực ta địch nổi cường giả chiến đế, hơn nữa nếu hiện tại tu luyện, vật dụng nhiệm vụ bị người khác lấy được vậy thì hối hận không kịp, đột phá để sau lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mất ngày tiếp theo, Tiêu Phàm vẫn luôn đi dạo tại bốn phía sơn mạch, cũng không có phát hiện sự tình đặc biệt khác, khắp nơi dạo chơi, tùy tiện chém giết vài đầu hồn thú, lấy mấy cái hồn tinh, hoặc là sấy một chút thịt hồn thú, thời gian thập phần thoải mái. Một ngày này, Tiêu Phàm như thường ngày, tại đỉnh cổ lâm đi lang thang, tìm kiếm địa điểm hai nhiệm vụ. Siêu, đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ vị trí ngọn núi bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, hư không đều bị mở ra. Kiếm khí thật nhanh, Tiêu Phàm sợ nhảy một cái, kiếm khí này tới quá quỷ dị, tựa như trống rỗng xuất hiện. Chỉ một thoáng, hồn lực Tiêu Phàm trong nháy mắt thả ra, hướng về vị trí ngọn núi kia bao phủ, nhưng mà khiến hắn thất vọng là nơi đó cái gì cũng đều không có. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm vừa chuẩn bị rút hồn lực dò xét, nhưng đúng lúc này, lại một vệt sáng phóng lên tận trời. A, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, cảm giác đầu bị kiếm khí cắt đứt. Tiêu Phàm thậm chí cảm giác có chút mê muội, lúc sau mới khôi phục bình tĩnh. Đây là công kích ý thức cùng hồn lực kiếm khí. Trong lòng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn vừa mới dò xét hồn lực, lại bị đạo kiếm khí kia xé nát, kém chút tạo thành phản vệ không nhẹ. Tu luyện lâu như vậy, vật lý công kích cùng hồn lực công kích Tiêu Phàm đều gặp qua không ít, nhưng hắn còn chưa từng thấy một người có thể có ý thức công kích. Chờ đã, công kích ý thức, không phải liền là lực ý chí sao? Vừa nãy là kiếm khí ẩn chứa ý chí, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa. Tiêu Phàm một trận kinh ngạc, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, trong lúc đó lại có mấy đạo kiếm khí gào thét mà qua, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Á đù, sẽ không phải vận khí tốt như vậy đi, chẳng lẽ đụng phải truyền thừa cường giả kiếm đạo. Trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu méo mó.
Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện điểm không thích hợp, nơi này cũng không tính là vắng vẻ, hắn có thể nhìn thấy đạo kiếm khí kia, người khác cũng chưa chắc không thể nhìn thấy. Vậy vì sao chỉ có mình mới cảm ứng được, thật chẳng lẽ là vận khí? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bước chân hướng phía trước vừa nhảy, mấy hơi thở liền rơi vào vị trí cách không xa kiếm khí kia. Hắn không lập tức tới gần, mà là thập phần đề phòng nhìn, hắn tính ra một cái, không sai biệt lắm chừng 15-16 cái hô hấp thời gian liền sẽ xông ra một đạo kiếm khí. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm kiếm khí kia, trong lúc bất chi bất giác, quanh người hắn đột nhiên tỏa ra từng đạo kiếm khí, lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm khí quang hoa sáng chói nở rộ. Đây là, Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, U Linh chiến hồn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vừa nãy hắn cảm giác mình cùng kiếm đạo cường giả đại chiến một trận, phía sau người đổ mồ hôi lạnh. Có thể chủ động câu lên kiếm khí trên người hắn, cái này quá đáng sợ, nếu như không phải U Linh chiến hồn tự động bảo vệ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Kiếm khí này quá tà dị, dù là đã từng gặp Tu La kiếm cùng đồ lục đao cũng không để cho hắn xuất hiện qua loại tình huống này. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phát hiện mấy cỗ khí tức cường đại ở gần, hướng về phương hướng này mà đến. Có một hai cỗ khí tức làm Tiêu Phàm đều có chút kiêng kỵ, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc mình một cái biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên một cây đại thụ hơn 100 mét bên ngoài. Xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí hắn trước đó đợi qua. Trong đó một thanh niên nam tử mặc trường bào màu nâu, dáng người cao to, khí tức lạnh lẽo, có huyết khí nồng nặc vần quanh, rất hiển nhiên, người chết trong tay hắn không ít. Vô Tâm lão đại, chính là nơi này, ta không nhìn lầm đi, lần này khẳng định có không ít đồ vật. Một đạo thanh âm vang lên, mở miệng là một nam tử mập mạp, mang theo mặt nạ tươi cười, rất hài hước. Vô Tâm, nghe được cái tên này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, lần trước nữ sát thủ Vô Ưu bị ẩm huyết giết chết không phải là muội muội Vô Tâm sao? Cảm nhận được khí tức trên người Vô Tâm, Tiêu Phàm cũng không nhịn được cau mày một cái, thực lực Vô Tâm xác thực rất mạnh, những ngày này hắn gặp qua không ít người, Vô Tâm xem như một trong mấy người cường đại nhất. Mặc dù hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ nhưng lại cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thâm bất khả trắc như ẩm huyết. Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch một việc, hắn cũng không phải là người thứ nhất phát hiện kiếm khí quỷ dị này. Con người Vô Tâm đen kịt nhìn chằm chằm nơi hiện lên kiếm khí, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí phách chạm mà ra. Oanh, kiếm khí chạm bên trên đất đá, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm khí hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, đất đá tung tóe, cỏ cây bay tán loạn. Nguyên bản dây leo răng đầy tùng lâm, vậy mà lộ ra một cửa động không nhỏ. Cửa động thập phần u sâm, bên trong vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi xông ra. Kiếm khí như cuồng phong phát ra từng đợt thanh âm hô hô, hư không đều kém chút bị xuyên thủng. Ngay sau đó, ba đạo bóng người cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Cũng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lóe qua, xông thẳng cửa động kia mà đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Lúc kiếm khí kia phóng lên tận trời. Bạch thạch bên trong hồn hải Tiêu Phàm vậy mà rung động một cái, Tiêu Phàm tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Có thể làm cho bạch thạch rung động, tuyệt đối không được đi nơi nào. Vừa vặn ba người Vô Tâm lâm vào bên trong huyễn cảnh, cũng căn bản phát hiện không ra hắn tồn tại. Kiếm khí thật tà dị. Sau nửa ngày, Vô Tâm rốt cục tỉnh ngộ lại, mồ hôi băng lãnh dọc theo gương mặt hắn trượt xuống, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn toàn thân bất lực, co quắp ngồi ở mặt đất, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, con người Vô Tâm hơi hơi rung động một cái, hiển nhiên là có chút hối hận. Lần này khẳng định có đồ vật khó lường, hiện tại liền bạo lộ ra như thế, nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Hai người các ngươi ngươi thay ta hộ pháp, ta vào nhìn xem. Vô Tâm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền một đầu xông vào bên trong sơn động. Khi thân ảnh hắn biến mất, hai tu sĩ đi theo hắn đến đột nhiên miệng phun máu tươi, thân thể hướng về phía sau ngã xuống, trên mặt nạ vỡ nát lộ ra hai khuôn mặt kinh khủng. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, hai người này là bị dọa chết tươi. Phốc, đột nhiên, vô số kiếm khí từ thể nội hai người bắn ra, thi thể hai người đều bị kiếm khí xé vỡ nát,
hóa thành một trận mê vụ biến mất ở không trung. Cũng đúng lúc này, kiếm khí kia biến mất không thấy gì nữa, cửa động trở lại thập phần an tĩnh. Kiếm khí kia hẳn là từ phương hướng này truyền ra, làm sao đột nhiên liền không có. Hảo hảo tìm xem, ngay tại bên này. Nơi này có một cái cửa hang, đất là vừa mới đổi, phải chăng có người đi vào, chúng ta cũng mau đi vào, nếu có đồ tốt có lẽ còn có thể theo kịp. 10 cái hô hấp, từng đạo thanh âm vang lên, lại có không ít người cảm ứng được kiếm khí, tìm đến được nơi này. Mặc dù là tại sát phương thí luyện nhưng có người tạo thành đồng minh, nhiều người hoàn thành nhiệm vụ dù sao cũng nhanh hơn so với một người. Huống chi, có nhiệm vụ là nhiều người cùng một chỗ hoàn thành, hơn nữa không ảnh hưởng lẫn nhau, liền tựa như Dạ Linh Diệp, có 4 mảnh lá cây, hoàn toàn có thể từ 4 người cùng cảnh giới hoàn thành. Mấy người không chút do dự lách mình liền biến mất ở bên trong cửa động, mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nửa chén trà nhỏ thời gian tiếp theo thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới nơi này. Tiến vào bên trong sơn động, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn tiến vào trong sơn động một lát liền phóng xuất ra U Linh Chiến Hồn hộ thể, cực tốc hướng phía trước phóng đi. Kiếm khí kia mặc dù quỷ dị, có thể công kích ý thức, nhưng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Cái kia gọi là kiếm khí chỉ là thuốc bổ cho U Linh Chiến Hồn mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám quá mức tự phụ, hắn cả người phun ra nuốt vào kiếm mang, hóa thành một chuôi lợi kiếm sắc bén bên trong kiếm khí xuyên qua. Trong động phủ rất lớn, có rất nhiều lối đi, thông đạo u ám ẩm ướt cũng không dễ đi, có vô cùng vô tận kiếm khí dù là hồn lực ở trong cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đột nhiên, kiếm khí kia biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm hơi sững sờ, nhưng dưới chân lại không có dừng lại, có bạch thạch cảm ứng, hắn căn bản không cần cố ý lựa chọn đầu thông đạo nào. Không thể không nói, động phủ này so với hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, nói một cái động phủ, không bằng nói là một cái mê cung, đi qua vô số năm tháng, biến hóa, mới xuất hiện nhiều thông đạo như vậy. Ngay tại nơi này, thời gian nửa chén trà nhỏ, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, đột nhiên ngừng bước chân. Không tiếp tục tiến lên thông đạo phía trước, mà là nhìn về phía một bên vách đá. Phất tay, Tiêu Phàm bắn ra một kiếm chỉ, vách đá đổ sụp, Tiêu Phàm hóa thành một chuôi trường kiếm chạm ra ngoài, ngay sau đó, một cỗ gió lốc đáng sợ cuốn tới. Gió lốc từ phía trước cuốn tới phả lên trên mặt Tiêu Phàm, truyền đến một trận đau nhói khó mà hình dung, thậm chí xuất hiện mấy vết kiếm. Phong nhận kia chính là kiếm khí thực chất hóa, cực kỳ sắc bén. Đến U Linh Chiến Hồn đều bị cắt đứt, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh Chiến Hồn bỗng hóa thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm. Hô hô, vô số kiếm khí gào thét xuống, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy kiếm khí, đem kiếm khí phong bão ngăn cản bên ngoài. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm phía trước, khiến hắn khó mà bình tĩnh là không gian xung quanh phía trước 10 trượng, bên trong không gian cùng 4 phía vách đá cắm vô số lợi kiếm. Kiếm khí phong bạo chính là từ bên trong vô số lợi kiếm tản ra. Lít nha lít nhít lợi kiếm, Tiêu Phàm có chút đáp ứng không xuể. Hơn nữa, mỗi một thanh kiếm sắc cho dù đi qua vô số năm tháng vẫn bảo trì hoàn hảo như cũ, so với lần trước tại di tích cổ địa tử vong hoang mạc phát hiện hồn binh càng nhiều hơn nhiều. Nhiều bảo kiếm như vậy, đến cùng cái nào mới là thần binh chân chính? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút đau đầu, kiếm nơi này nhiều đến ngàn cái. Không thể mỗi một chuôi đều đi sờ một chút lại cảm ứng a. Nghe đồn phẩm giai hồn binh đạt tới cấp độ nhất định sẽ sinh ra một loại linh tính, nắm giữ sinh mệnh và ý chí. Trở thành thần binh lợi khí chân chính liền giống như tu la kiếm, cần chấn áp nó mới có thể nhận chủ. Ta mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, nhưng ta có kiếm văn, như thế phải chăng có thể dùng kiếm văn đi cảm ứng từng cái. Tiêu Phàm híp hai mắt. Mặc dù hắn không biết thần kiếm chân chính là thanh nào, nhưng hắn rất rõ ràng, trong này khẳng định có một thanh bảo kiếm chân chính. Hồn thú sơn mạch không biết tồn tại bao lâu, tự nhiên có rất nhiều động phủ và di tích cường giả, chỉ là hắn không biết là ai lưu lại kiếm này, vậy mà nắm giữ nhiều bảo kiếm như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về rừng kiếm đi đến, tốn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm xếp bằng ở chính giữa rừng kiếm, quanh thân tản ra vô số kiếm khí. Kiếm khí vần quanh, hóa thành đường vân huyền diệu, hiển nhiên chính là kiếm văn Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Kiếm văn lít nha lít nhít hướng về 4 phía khuếch tán,
quỷ dị là kiếm khí bên trong rừng kiếm chạm đến kiếm văn lại giống như thủy triều thối lui. Không phải, nói cho đúng là trực tiếp xung nhập bên trong kiếm văn. Sau một khắc, tất cả bảo kiếm trong rừng kiếm đều rung rung, dường như sinh ra một loại cộng minh, hướng lấy Tiêu Phàm quỳ bái. Vạn kiếm quy tông, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, đây chính là vạn kiếm quy tông đó, chỉ có người lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí đáng sợ mới có thể làm đến bước này. Chí ít, đây không phải thứ chiến hoàng cảnh có thể làm được. Tất cả những thứ này đều do Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn. Kiếm đạo ý chí đều thoát thai từ kiếm văn tự nhiên siêu nhiên phía trên kiếm đạo ý chí. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước kiếm hoàng cho rằng sát phạt chi kiếm của Tiêu Phàm đã siêu thoát kiếm đạo ý chí. Oanh long long, rừng kiếm mãnh liệt rung rung, cách Tiêu Phàm không xa, mặt đất đột nhiên vỡ ra, đất đá sụp đổ, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt nóng rực từ mặt đất truyền đến, cái này làm cho Tiêu Phàm giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, lòng đất là một ao nham tương cực nóng, nham tương nóng hổi cuồn cuộn, bốc lên một đám bong bóng, rầm rầm rung động. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên hư không xuất hiện một đạo hỏa diễm hư ảnh, nhìn kỹ đó là một lão giả khô gầy, lão giả tóc rối tung, y phục rách nát, căn bản không ra bất luận bộ dạng nào. Chỉ có đôi mắt kia cực kỳ thanh minh. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân bị một cỗ lực lượng đáng sợ giam cầm, thân thể không thể động đậy, chỉ là khí thế một cái bóng mờ vẻn vẹn liền ép hắn không thở nổi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Nếu như là chân nhân hắn thì biết đáng sợ như thế nào. Nếu như không phải Tiêu Phàm đã từng thấy qua một sợi tàn hồn luyện tâm tháp, hắn đoán chừng đã sớm bị dọa đến vãi cả linh hồn, còn tưởng rằng gặp quỷ. Vãn bối Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm cưỡng ép để bản thân bình tĩnh xuống. Thời gian qua đi 9.900 năm, cuối cùng cũng gặp lại Tu La Kiếm. Lão giả nhàn nhạt nói ra một câu, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Thời gian qua 9.900 năm, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, lão đầu sống 9.900 tuổi. Bản thân có vẻ như là người thừa kế Tu La Kiếm đời thứ 19 đi, làm sao lại cách 9.900 năm được. Bất quá nghĩ đến đời trước Tu La truyền thừa hình như là 1.000 năm trước đó, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái. Đời thứ 18 cùng đời thứ 19 đều có thể cách xa nhau 1.000 năm. 19 đời hết thảy truyền thừa 1 vạn, xem ra cũng hợp lý. Tiền bối là cảm ứng Tu La Kiếm tồn tại mới bại lộ nơi này. Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ người thừa kế Tu La Kiếm trước đó đều không tới nơi đây sao? Không sai, lão giả kia đáp, lại nói, thời gian lão hủ không nhiều, có 2 loại đồ vật truyền thừa cho ngươi, cầm kiếm tới. Lão giả đột nhiên hướng Tiêu Phàm duỗi ra một tay, Tiêu Phàm cau mày một cái. Chẳng lẽ bản thân liền cứ như thế đem Tu La Kiếm cho hắn? Cái kia sao có thể, vạn nhất lão gia hỏa này gạt người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ở trên mặt đất rút ra một chuôi bảo kiếm ném cho lão giả, nhưng mà bảo kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể lão giả. Hả, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi đã không muốn, cái kia chỉ đến đây thôi. Lão giả thản nhiên nói, cũng không tức giận. Thời điểm lão giả nói ra câu nói này, Tiêu Phàm cảm giác nội tâm mất đi rất nhiều đồ vật, vội vàng kêu lên, tiền bối, chờ chút. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La Kiếm, dù sao lão giả này chỉ là một cái bóng mờ, coi như cầm Tu La Kiếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu lão đầu này có thể cảm ứng được Tu La Kiếm tồn tại, khẳng định cùng Tu La Kiếm có không ít quan hệ. Lần sau không thể làm như thế này nữa. Lão giả do dự một cái. Cuối cùng vẫn gật đầu, từ trong tay Tiêu Phàm tiếp nhận Tu La Kiếm, quỷ dị là, lần này vậy mà thực tiếp lấy Tu La Kiếm. Chỉ là một màn tiếp theo, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cùng lão giả liều mạng, chỉ thấy lão giả đưa tay vung lên, trực tiếp đem Tu La Kiếm ném vào bên trong ao nham tương phía dưới. Còn không đợi Tiêu Phàm phản ứng, trong nháy mắt, một vệt sáng bắn vào bên trong mi tâm Tiêu Phàm, ngay sau đó một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên. Đây là phương pháp giải phong Tu La Kiếm, nhớ lấy. Tiêu Phàm nhắm lại 2 mắt, cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, chính là liên quan tới lai lịch Tu La Kiếm, cùng cách vận dụng Tu La Kiếm, đương nhiên, chủ yếu nhất là phương pháp giải phong Tu La Kiếm. Phương pháp giải phong, chẳng lẽ Tu La Kiếm bị phong ấn? Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, Tu La Kiếm hiện tại đã rất mạnh rồi,
nếu như ngay cả phong ấn Tu La Kiếm đều đáng sợ như thế, sau khi giải phong sẽ như thế nào? Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt, kinh ngạc nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, ao nham tương cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả rừng kiếm đều khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là một giấc mộng? Tiêu Phàm cau mày một cái. Tất cả những thứ này cũng quá chân thực, chỉ là thời gian tương đối ngắn mà thôi. Bất quá, thời khắc hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện, Tu La kiếm yên tĩnh nằm trong ngực hắn, một đạo kiếm khí lấp lóe như có như không. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Tu La kiếm biến đổi, nhưng chỗ nào biến đổi, lại nói không được. Phương pháp giải phong Tu La kiếm. Trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm lời nói trước đó của lão giả kia trong mộng cảnh, hồi tưởng một chút, trong đầu xác thực xuất hiện một đoạn tin tức khiến Tiêu Phàm chứng thực vừa nãy không phải là một giấc mộng. Bảo kiếm có linh, chỉ có kẻ dùng ý chí kiếm mới có thể giải phong, đây là ý gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong lòng thập phần không hiểu, phía trước ta, 18 chủ nhân cùng sở hữu Tu La kiếm chẳng lẽ đều không có giải phong Tu La kiếm? Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm có một vạn đầu tuấn mã lao nhanh, 18 người kia lợi hại nhất cho dù không phải chiến thần thì nhất định cũng là chiến thánh đó. Đến chiến thánh đều không thể giải phong Tu La kiếm, hắn lại dựa vào cái gì để giải phong Tu La kiếm đây? Nhìn Tu La kiếm trong tay, Tiêu Phàm cau mày một cái, chậm chạp nói, cửu phẩm hồn binh, xác thực không chỉ có mạnh như vậy. Trong bàn tay, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, kéo kiếm hoa. Phốc, khiến hắn kinh ngạc là, Tu La kiếm phóng ra một đạo kiếm khí dập dờn, trực tiếp đem mấy bảo kiếm cắt ra tựa như chém một tờ giấy mỏng. Một màn này khiến Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, thế này cũng quá sắc bén đi. Những bảo kiếm kia dù sao cũng là lục phẩm, thậm chí thất phẩm hồn binh, vậy mà dễ dàng bị chặt đứt như vậy. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Tu La kiếm hiện tại đến cùng là sắc bén cỡ nào. Ong ong cũng đúng lúc này, sự tình cổ quái phát sinh, chỉ thấy mấy bảo kiếm bị Tiêu Phàm chặt đứt kia đột nhiên chứa một dạng quang mang, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang bắn vào thể nội Tiêu Phàm. Đây là kiếm ý, không đúng, mạnh hơn kiếm ý, chẳng lẽ là kiếm đạo ý chí? Con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại. Thời khắc quang mang biến mất, mấy chuôi bảo kiếm cuối cùng biến thành phế liệu, không có bất luận quang mang gì. Lại thử xem. Tiêu Phàm cảm giác bên trong đầu mình có thêm một chút đồ vật liên quan tới kiếm đạo, chỉ là loại cảm giác này nói không rõ, cũng không nói rõ. Hắn cần nghiệm chứng lại một chút, thân hình lóe lên vũ động Tu La kiếm. Từng đạo kiếm khí gào thét tứ phương, vô số bảo kiếm bị Tiêu Phàm chặt đứt, trong hư không, từng đạo hà mang gào thét tới, dung nhập vào cơ thể Tiêu Phàm. Quả nhiên là kiếm đạo ý chí, những bảo kiếm này đều ẩn chứa một sợi kiếm đạo ý chí, chỉ có bảo kiếm nắm giữ kiếm đạo ý chí mới có thể tồn tại đời đời. Ý chí tiêu tán liền giống như sắt vụn. Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Theo từng sợi quang mang dung nhập cơ thể hắn. Kiếm khí trên người Tiêu Phàm càng ngày càng thịnh, hắn tựa như lâm vào một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu, trạng thái không linh. Quanh thân quang mang hừng hực, kiếm khí thực chất hóa làm cho người ta nhìn mà phát khiếp, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, Tu La kiếm trong lòng bàn tay hắn chậm rãi từ màu trắng biến thành màu đỏ, một cỗ ánh sáng màu đỏ trên Tu La kiếm lưu chuyển, giống như máu tươi tưới nước mà thành, yêu diễm vô cùng. Một màn này, Tiêu Phàm tự nhiên không có phát hiện. Lần trước sau khi Tu La kiếm bị luyện tâm tháp linh trí xử lý, Tu La kiếm rốt cuộc chưa từng biến thành màu đỏ. Nhưng hiện tại, Tu La kiếm lần nữa khôi phục diện mục thật sự của nó. Nếu như cẩn thận quan sát, trên Tu La kiếm còn tràn ngập vô số đường vân thần bí, đó là hồn văn, chỉ bất quá hồn văn như ẩn như hiện, cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa thập phần rườm rà, dù là Tiêu Phàm cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu. Khí tức khắc nghiệt tràn ngập trong không khí, theo quang mang dung nhập thể nội Tiêu Phàm, khí chất cả người hắn đều phát sinh biến hóa rất lớn. Rõ ràng quanh thân sát ý tràn ngập nhưng lại siêu nhiên vô cùng, hai loại khí chất hoàn toàn tương phản giờ phút này hoàn mỹ không một tì vết thể hiện trên thân người. Sau nửa ngày, tất cả bảo kiếm trong rừng kiếm đều bị Tu La kiếm chặt đứt, vô tận ánh sáng màu đỏ lượn lờ tại ngoại thân Tiêu Phàm, tràn ngập kiếm khí cùng sát phạt huyết khí khủng bố. Tiêu Phàm đứng ở đó, áo bào cổ động không gió mà bay,
một đầu tóc đen dày đặc tại hư không bay lên. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng Tu La Kiếm có loại huyết nhục tương liên, Tu La Kiếm chậm rãi run rẩy dường như kích động. Nhất trọng phong ấn, mở. Tiêu Phàm quát nhẹ, cuồn cuộn hồn lực hướng về Tu La Kiếm dũng mãnh lao tới. Ong ong một đường đạo văn từ trên thân Tu La Kiếm kiếm tràn ngập ra, toàn thân xích hồng như máu, tựa như sống lại. Dưới sự huy động của hồn lực, Tu La Kiếm tỏa ra một đạo kiếm mang đáng sợ, trực tiếp cắt đứt không gian. Cũng đúng lúc này, bên trong các đầu thông đạo, rất nhiều tu sĩ cảm giác thân thể một trận phát lạnh, thật giống như bị người dùng đao gác ở trên cổ, loại cảm thụ này thập phần khó chịu. Bất quá, cũng có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao hướng về phương hướng sát ý kích xạ mà đến. Trước đó Tiêu Phàm gặp qua Vô Tâm, chính là một trong mấy người trong đó, đương nhiên còn có mấy người khác, trên người phát ra khí tức cũng không yếu hơn Vô Tâm. Một phương diện khác, Tiêu Phàm nhìn thấy không gian run lên bần bật, con người hơi hơi co rụt lại, vội vàng thu liễm hồn lực, kiếm khí đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, trong con người đen kịt bắn ra hai đạo thần mang. Cho dù là một ánh mắt cũng tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Đây là sát phạt ý chí. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, nhìn Tu La Kiếm trong tay có chút thất thần. Lúc này, sát phạt chi ý trên người Tiêu Phàm biến mất, Tu La Kiếm cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, kiếm thể lại biến thành màu trắng, trừ so với trước đó sắc bén lên không ít, cũng không có quá nhiều biến hóa. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, trước đó cũng không phải là lực lượng chân chính Tu La Kiếm, hiện tại Tu La Kiếm mới là đáng sợ nhất. Đây là thanh kiếm giết người chân chính, chỉ vì sát phạt mà sinh. Hít sâu một cái, khóe miệng Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hài lòng, chậm chạp nói, đây chính là tứ trọng sát ý à, sát ý bàng quan, không vì tâm tình mình chi phối, đây mới sát ý chân chính. Cũng khó trách Tiêu Phàm cao hứng như thế, hắn chẳng những lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, hơn nữa còn chạm đến ngưỡng cửa sát phạt ý chí, về sau đường lớn khắp nơi. Hơn nữa, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý hiện tại tùy thời đều có thể đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, một khi bước vào đạo khảm, Tiêu Phàm chính là tuyệt thế chiến hoàng. Người khác không cách nào tưởng tượng một chiến hoàng cảnh trung kỳ vậy mà sẽ lĩnh ngộ tứ trọng ý cảnh, phóng nhãn khắp nam vực một đời trẻ tuổi cũng gần như không tồn tại. Bang, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm đem Tu La Kiếm thu nhập bên trong hồn giới, ánh mắt quét bốn phía không phát hiện đồ vật khác, những bảo kiếm ý cảnh biến thành phế liệu. Căn bản không có bất luận giá trị lợi dụng gì. Về phần ao nham tương đột ngột xuất hiện trước đó cũng không thấy tăm hơi. Có thể rời đi. Tiêu Phàm bước chân đạp mạnh, lách mình hướng phía cửa ra, chỉ là vừa mới đi tới vị trí thông đạo, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, mũi chân tại mặt đất đạp một cái liền lui về sau. Hồng hộc, một đạo kiếm khí đáng sợ đột nhiên quỷ dị xuất hiện, hướng Tiêu Phàm áp bách đến. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bản thân vừa mới quá mức hưng phấn vậy mà không phát hiện có người tới gần. Bất quá, linh giác Tiêu Phàm nhạy cảm biết bao, sớm đã phát hiện nguy hiểm. Cút, Tiêu Phàm rút lui, gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo hồn kiếm đáng sợ, xông thẳng đến phía trước. Phốc một tiếng, đạo kiếm khí kia trực tiếp bị hồn kiếm Tiêu Phàm phá vỡ, kiếm khí bắn ra bốn phía, mà tốc độ hồn kiếm lại không giảm mảy may, lần nữa giết ra. Oanh! Hồn kiếm phá vỡ vách đá, cự thạch lăn xuống, ngăn lại đường đi Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, hắn liếc mắt liền nhận ra người ám toán hắn là người nào. Trừ Vô Tâm còn có thể là ai? Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, thực lực Vô Tâm vượt quá hắn dự liệu, khó trách được sát thủ Diêm La Phủ kính sợ như thế. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một kẻ áp chế tu vi tham gia vòng thí luyện thứ hai, tùy thời có thể đột phá chiến hoàng hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong. Người như vậy thường thường là đáng sợ nhất, bởi vì áp chế tu vi cũng cần quyết đoán và thực lực. Bởi vì có ít người, cho dù muốn áp chế đều ép không được, hồn lực trong cơ thể rộng lớn lại không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, rất có thể bạo thể mà chết. Như Tiêu Phàm, hồn lực trong cơ thể hắn cho tới bây giờ cũng không có bình tĩnh, hắn cũng là đang khổ cực áp chế. Nhất là vừa mới lĩnh ngộ tứ trọng sát ý. Hắn cảm giác kinh mạch bản thân đã nhanh tiếp nhận không được hồn lực khổng lồ trùng kích. Ầm ầm ầm, kiếm khí gào thét ngăn cản trước người Tiêu Phàm, toàn bộ đá bị cắt thành bột mịn, Vô Tâm một bộ trường bào màu nâu đi tới, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm,
giao thanh bảo kiếm ra, cho ngươi chết một cách thống khoái. À, ta nếu không giao thì sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, phô tâm này thật đúng là bá đạo, đoạt bảo cũng liền thôi, còn muốn giết người. Cho ta một cái chết thống khoái, từ trong miệng hắn nói ra, tựa như là ban phước cho mình vậy. Chết không có chỗ chôn. Phô tâm ngữ khí thập phần băng lãnh, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, một cỗ sát phạt chi khí bàng bạc lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tam trọng sát ý, trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là mình ở chiến hoàng cảnh trung kỳ lĩnh ngộ tam trọng sát ý đã coi như là số một. Nhưng mà không nghĩ tới thiên phú vô tâm cũng đáng sợ như thế, vậy mà lĩnh ngộ đệ tam trọng sát phạt chi ý. Có vẻ như ta tới còn không muộn. Đột nhiên, lại có một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu đỏ đi tới. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, nam tử này vậy mà không có mang mặt nạ, trừ ẩm huyết bên ngoài. Nam tử này cũng coi là độc hành. Hắn đại khái 25-26 tuổi, khuôn mặt nhìn qua cực kỳ yêu tà, mày kiếm mắt sáng, trên người tản ra một cỗ cuồng bá chi khí. Một bộ trường bào màu đỏ ngòm đem hắn phụ trợ cực kỳ khát máu, xâm nhiên, Tiêu Phàm cũng không khỏi cau mày một cái. Bại Vô Ngân, người vậy mà cũng tới. Vô Tâm vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại đột nhiên ngừng thân hình, đôi mắt nhìn về phía người tới có vẻ ngưng trọng. Ngươi có thể tới, vậy ta vì sao không thể tới? Huyết bào nam tử Bại Vô Ngân cười nhạt một cái nói, sau đó liếc nhìn Tiêu Phàm, nói, làm sao, ngươi ngay cả hắn đều không giành được, thật đúng là phế vật. Ngươi muốn chết sao? Vô Tâm gầm thét, phẫn nộ nhìn Bại Vô Ngân, nếu như không phải Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ cùng Bại Vô Ngân liều mạng. Tiêu Phàm cũng tò mò dò xét liếc mắt cái tên kêu Bại Vô Ngân, không lấy thành đạo. Dáng dấp bá đạo cũng liền thôi, cái kia là phụ mẫu ngươi sai, khẩu khí cũng bá đạo như thế thì là ngươi không phải rồi. Ngươi nói cái gì? Bại Vô Ngân không nghĩ tới một tên tiểu tử vậy mà mở miệng châm chọc hắn, khuôn mặt bình tĩnh lập tức biến thành hung quang bắn ra bốn phía. Nhiều lời vô ích, tới đi. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, đầu vai khẽ run lên, một đạo thanh âm rít lên truyền ra. Hồn lực phun trào. Toàn thân Tu La kiếm lập tức biến thành đỏ như máu, tỏa ra huyết quang sáng chói, trong đêm tối lộ ra thập phần yêu dị, chói mắt. Tu La kiếm ra, sát ý mãnh liệt. Con người hai người Vô Tâm và Bại Vô Ngân hơi hơi co rụt lại, Tu La kiếm phát ra sát ý đáng sợ khiến hai người trong nháy mắt thất thần. Bảo kiếm này ngươi ở chỗ này có được? Ánh mắt Bại Vô Ngân sáng lên, ngữ khí hơi có chút run rẩy, thật sự là bị Tu La kiếm lăng lệ hấp dẫn lấy. Thời điểm đến đã thấy mặt đất vô số phế liệu, mặc dù đã mất đi quang trạch, nhưng bên trên còn lưu lại từng tia kiếm khí, rất hiển nhiên, nơi này rất có thể là chỗ cao thủ kiếm đạo tàng kiếm. Không sai, kiếm này chính là hắn ở chỗ này có được. Vô Tâm gật gật đầu nói, trước đó hắn cũng bị Tu La kiếm hấp dẫn, lúc này mới xuất thủ ám sát Tiêu Phàm. Ha ha, kiếm này ta muốn. Bại Vô Ngân cười ha ha, cười thập phần thoải mái. Hắn thấy bảo kiếm này đã là vật trong tay hắn. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, Bại Vô Ngân không phải bá đạo tùy tiện bình thường. Bảo kiếm người có đức chiếm lấy, Bại Vô Ngân người không có đức, kiếm này của ta. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo lăng lệ kiếm khí từ một trong thông đạo khác bắn ra, thẳng đến Bại Vô Ngân. Kiếm mang đến rất nhanh, bất quá Bại Vô Ngân cũng phản ứng cực nhanh. Truy mệnh, người tự tìm cái chết. Bại Vô Ngân gầm thét một tiếng, một chuôi trường kiếm màu xanh trong tay đột ngột xuất hiện, trường kiếm lăng không vạch một cái, một giải lụa nghịch tập mà đến. Vù vù hai người kiếm đâm vào cùng một chỗ, có thể trở thành sát thủ kiếm khách, 8-9 phần 10 đều sẽ lĩnh ngộ sát phạt chi ý, trong lúc nhất thời, trong không gian vô hình hình như có hình kiếm tức giận hét giận dữ. Từng đạo kiếm khí sóng gió xông thẳng đến Tiêu Phàm cùng Vô Tâm. Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Nếu là ở chỗ này thực sự có một chuôi bảo kiếm, vậy hắn còn có thể lý giải một cái, nhưng Tu La kiếm này vốn chính là của hắn. Không đúng, thời điểm tiến vào nơi này, bạch thạch rung động hết sức lợi hại, điều này nói rõ, nơi này thật đúng là khả năng có bảo kiếm. Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trước đó bởi vì phát hiện rừng kiếm, lại thêm Tu La kiếm dị biến, hắn phát hiện những bảo kiếm bên trong tồn tại kiếm đạo ý chí khiến hắn có chút quên hết tất cả. Quả nhiên như hắn sở liệu,
hồn lực trong bạch thạch còn nở rộ quang mang. Thực còn có thanh kiếm. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động. Thử ngâm, đang lúc Tiêu Phàm thất thần, một đạo hắc sắc lợi mang xông thẳng đến cổ họng Tiêu Phàm, còn có một cái móng vuốt, trực tiếp bắt lấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh hãi, mũi chân điểm một cái, thân thể cấp tốc hướng phía sau bay ngược, lợi mang sát bên chóp mũi hắn xẹt qua khiến Tiêu Phàm dùng mình. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, bản thân liền bị nhất kiếm phong hầu. Tiêu Phàm lưng phát lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, bởi vì bản thân lĩnh ngộ tứ trọng sát ý cho nên lòng tự tin có chút bạo dạn, lại quên người có thể tiến vào vòng thứ hai đều là trong núi thây biển xác xông tới, một người so với một người càng tàn nhẫn hơn. Trên tay người nào không có mạng người và máu tươi, trong vòng thứ hai, dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng có khả năng nuốt hận, huống chi hắn vẫn chỉ là chiến hoàng trung kỳ. Phốc, Tiêu Phàm tỉnh ngộ, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc, cánh tay phải khẽ run lên, Tu La kiếm đột nhiên bắn ra lợi mang đáng sợ, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng bàn tay nắm lấy Tu La kiếm. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Vô Tâm gắt gao bắt lấy tay trái mình. Năm đầu ngón tay bị chặt đứt, máu me đầm đìa. Hiển nhiên, hắn quá khinh thường Tu La kiếm. Ầm ầm ầm, Tiêu Phàm cảm giác nhịp tim Tu La kiếm, nó đang tức giận tựa như mỹ nữ bị một bàn tay heo ăn mặn xâm nhập, khiến nó vô cùng khó chịu. Tu La kiếm mở phong ấn vậy mà thật có linh tính. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, trong tay lại không chần chờ chút nào, Tu La kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng xoáy kiếm khí bỗng nhiên hét giận dữ chém ra. Mới vừa rồi bị Tu La kiếm gây thương tích, Vô Tâm nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm, nơi này quá mức chật hẹp, Tu La kiếm chỉ phát ra quang mang liền có thể đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Tiểu tử, có gan ngươi đi ra đánh một trận, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Vô Tâm lưu lại một câu ngoan thoại, không chút do dự hướng về trong thông đạo bỏ chạy. Thật là một tên phế vật. Bại Vô Ngân nhìn thấy Vô Tâm không đánh mà chạy, lập tức nổi giận mắng. Một trường đẩy lui truy mệnh, làm một cái thủ thế đình chỉ, truy mệnh, bảo kiếm còn chưa có tới tay, chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết đi, lấy được trước bảo kiếm lại phân cao thấp, như thế nào? Truy mệnh cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, Vô Tâm không phải người nhát gan sợ phiền phức, làm sao phải chạy đây, xem ra tên tiểu tử này có gì đó quái lạ, không nên ở chỗ này lâu, huống chi, bảo kiếm này quá mức sắc bén, vô luận tại trên tay người nào đều lại là đại sát khí. Ngươi trước đoạt bảo kiếm, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Truy mệnh để lại một câu nói, cũng không chút do dự rời đi. Bại Vô Ngân. Nguyên bản hắn dự định cùng truy mệnh trước liên thủ giết Tiêu Phàm, làm sao ngờ truy mệnh vậy mà chạy, chẳng lẽ tiểu tử này cường đại như thế sao? Trong lòng Bại Vô Ngân có loại xúc động chửi thề, đem tổ tông 18 đời truy mệnh ân cần thăm hỏi một lần, con mẹ nó ngươi vẫn là sát thủ thiên tài Diêm La Phủ sao, ta nhổ vào. Hiện tại chỉ có ngươi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng, cũng không phải là Vô Tâm quá yếu, mà là nơi này quá mức chật hẹp, có Tu La kiếm, hắn căn bản là không cách nào trốn tránh, nếu như bị Tu La kiếm quét trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Vô Tâm chạy trốn là hành động thông minh nhất. Về phần truy mệnh rời đi, ngược lại là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ta, cũng tốt, không ai cùng ta đoạt. Bại Vô Ngân thản nhiên nói, coi thường nhìn Tiêu Phàm, giống như một thượng vị giả cao cao tại, quan sát một con kiến hôi. A, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này tựa như là trào phúng to lớn nhất đối Bại Vô Ngân, đây là căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, người tự tìm cái chết, bị một tên vô danh trào phúng, Bại Vô Ngân chỗ nào chịu đựng được, trường kiếm trong tay chém ra. Cũng tốt, mới lĩnh ngộ tứ trọng sát ý. Tu La kiếm cũng thay đổi, vừa vặn để ngươi đến thử kiếm. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng nói. Một cỗ kiếm khí đáng sợ từ trên người hắn phóng xuất, vẻn vẹn trong phút chốc, cỗ kiếm ý ngập trời liền hóa thành sát phạt chi ý vô cùng vô tận, vô cùng khủng bố. Bên trong sát phạt chi ý vô cùng vô tận, tràn ngập ánh sáng màu đỏ, âm trầm dị thường. Siêu siêu kiếm khí tiếng thét vang lên, một kiếm của Bại Vô Ngân bị vô số kiếm khí ngăn trở. Trong nháy mắt liền không có âm thanh, tựa như một cục đá ném vào biển cả đang sôi trào mãnh liệt vậy. Mạnh quá, Bại Vô Ngân kinh hô một tiếng, lách mình thối lui về phía sau, nhưng mà kiếm khí hải đã mãnh liệt lao tới,
sắc mặt Bại Vô Ngân khó coi vô cùng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bại Vô Ngân trong nháy mắt bị buộc đến một cái góc chết, Tu La kiếm phát ra khí tức thực sự quá là đáng sợ, căn bản không phải chính diện có thể ngăn cản. Nếu là tại bên ngoài, Bại Vô Ngân cũng sẽ không sợ, nhưng là nơi này quá mức chật hẹp, nếu như bị kiếm khí kia đụng vào, đoán chừng phải mất tay mất chân. Gầm thét một tiếng, Bại Vô Ngân hóa thành một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, chân đạp bộ pháp quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí thông đạo. Để lại một chút lợi tức đã. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được đường lui của Bại Vô Ngân, lúc Bại Vô Ngân phóng tới lối đi ra, Tu La kiếm kiếm khí cũng trong nháy mắt lên cùng. A, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi ra, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bại Vô Ngân truyền đến một tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Tam đại sát thủ, chỉ một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cũng không phải bọn hắn e ngại Tiêu Phàm, mà là nơi này thực sự không thi triển được, không dám nghênh phong mang của Tu La kiếm. Bọn hắn không biết cho dù có lấy được Tu La kiếm thì cũng vô dụng, cho dù có thể sử dụng cũng tuyệt đối không có khả năng phát huy ra uy lực chân chính của Tu La kiếm. Ong ong, Tu La kiếm rung động, kiếm khí khuấy động, tựa như hướng về Tiêu Phàm tranh công. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi thu liễm sát ý, Tu La kiếm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi này còn có một thứ bảo bối, nên ở nơi nào đây? Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, cẩn thận tìm kiếm bốn phía, có bạch thạch chỉ dẫn, ánh mắt Tiêu Phàm rất nhanh liền tiếp cận một chỗ. Nơi này không phải là vị trí ao nham tương trước đó sao? Tiêu Phàm lộ vẻ vẻ cổ quái. Trong mộng cảnh kỳ là lúc trước, đại địa vỡ ra, toát ra một cái ao nham tương, lão giả kia đem Tu La kiếm ném vào bên trong ao nham tương. Lấy ra Tu La kiếm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm khí tung hoành, đất đá xé nát, sau một lát, mặt đất liền hãm sâu đến mấy mét. Bang, đột nhiên, một tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên, tựa như hồng trung, trên không trung quanh quẩn không ngừng. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trên tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian 10 cái hô hấp, tại trước mặt Tiêu Phàm liền xuất hiện một đồ vật màu đỏ, bên trên như có hỏa diễm hiện lên. Chuyển cái đồ vật kia ra, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ đó là vật gì. Chú Tạo Lô, khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, trước mắt hắn bày ra chính là một cái lò màu đỏ, toàn thân trong suốt, không biết rèn đúc từ tài liệu gì. Nhưng Tiêu Phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra nó bất phàm, dù sao lấy trình độ sắc bén của Tu La kiếm hiện tại. Dù là thất phẩm hồn binh cũng có thể trực tiếp chém đứt, nhưng lại không làm được gì chú tạo lô này. Hơn nữa, khi tay hắn chạm đến chú tạo lô, quang mang bạch thạch hừng hực cũng đủ để chứng minh chú tạo lô này bất phàm. Lão nhị hình như là chú tạo sư, cái đồ vật này cho hắn cũng sẽ không lãng phí, trước mang đi lại nói. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đưa tay một chưởng đánh vào chú tạo lô bên trên, một tiếng run rẩy dữ dội, tất cả đất đá phía trên đều rơi xuống. Chỉ một thoáng lập tức lộ ra bản thể chú tạo lô, ba chân hai tay, phía trên có một cái nóc, toàn thân trong suốt thấu triệt như là hỏa diễm thiêu đốt, cho người ta một loại cảm giác không dám tới gần, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm thấy nhiệt độ lên cao mấy độ. Nhìn thấy thế, Tiêu Phàm cũng không khỏi thầm thở dài nói, cái phẩm giai chú tạo lô này đoán chừng còn trên cả luyện dược đỉnh của ta, đáng tiếc, ta không phải chú tạo sư, chỉ có thể cho lão nhị. Đối với huynh đệ mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có thứ gì không bỏ được, nhưng chú tạo lô này lại làm cho Tiêu Phàm rất yêu thích. Thu hồi chú tạo lô, tâm thần Tiêu Phàm lần nữa chìm vào bên trong hồn hải, bạch thạch khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên, đồ vật hấp dẫn bạch thạch chính là chú tạo lô này. Ba tên kia không phải thực sự đợi mình bên ngoài chứ? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đi đến cửa ra. Khi hắn còn cách cửa ra chỉ có vài mét, phía trước lại bị ngăn chặn. Chỉ là điểm thủ đoạn nhỏ này làm sao có thể làm khó được Tiêu Phàm. Lật tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên chém về phía trước, vách núi trực tiếp bị xuyên thủng, Tiêu Phàm đạp chân xuống, giống như một thanh thần kiếm, nhắm hai mắt xông về phía trước ra. Thời gian một cái hô hấp, Tiêu Phàm cảm giác cỗ áp lực xung quanh đột nhiên biến mất, lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, mặc dù có chút chói mắt, nhưng rất nhanh đã thích ứng. Chết đi! Cũng đúng lúc này, mấy đạo sát khí đáng sợ phá không mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Hô hô,
Thời khắc vô số kiếm ý bao phủ Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, đột nhiên nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo đáng sợ, kiếm khí phong bạo hình dạng xoắn ốc cấp tốc chuyển động, đem tất cả kiếm khí đều ngăn cản ra bên ngoài. Ngay sau đó, một vệt sáng từ bên trong kiếm khí xoắn ốc phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một bóng người, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Đừng chạy, gầm lên một tiếng, chỉ thấy tầm 10 nói bóng người đột nhiên hướng về không trung vây giết đến. Chạy, Tiêu Phàm phía trên không trung khóe miệng hơi dương lên, hắn căn bản không nghĩ phải chạy trốn, là không muốn bị mấy người đánh lén mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới bên ngoài vậy mà không chỉ bại Vô Ngân, Vô Tâm cùng Truy Mệnh chờ lấy mình, ngoài ra còn có 8 đạo thân ảnh, hết thảy 11 người. Hơn nữa, trong bóng tối còn có mấy đôi mắt đang ớ thầm nhìn, tùy thời chuẩn bị tập sát. Rất lâu không có chân chính hoạt động gân cốt, vừa vặn thử xem uy lực tu la kiếm. Tiêu Phàm giãy giụa cổ, phát ra một tiếng ken két. Mắt thấy 10 người sắp tới gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục động. Kiếm chi luật động, trong lòng khẽ nói, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng tán ra, như là sóng nước dập dờn. A! À, tiếng kêu thê lương thảm thiết tại hư không truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh, trong không trung có mấy bóng người đang lao về hướng Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại. Những người khác không biết vì sao nhưng vẫn không chút do dự thối lui, bởi vì mấy người phát ra tiếng kêu thảm chính là bị gợn sóng kiếm khí kia bao phủ. Cái gì? Vô Tâm đột nhiên kinh hãi kêu ra, trợn mắt hốc mồm nhìn những thân ảnh bị kiếm khí bao phủ. Phốc phốc phốc, cũng đúng lúc này, trong cơ thể mấy người kia bắn ra từng đợt huyết kiếm, đem mấy người chém thành từng mảnh, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung. Cũng khó trách bọn hắn kinh hãi như thế, kiếm khí kia lại phát ra từ trong ra ngoài, bọn hắn làm sao mà cản được đây? Trong lòng mấy người thầm hô may mắn họ phát hiện kịp thời, bằng không người chết khả năng chính là bọn hắn. Hô một tiếng, thân ảnh Tiêu Phàm lần nữa hiện ra, bình tĩnh đứng ở đằng xa, ánh mắt băng lãnh bên dưới chiếc mặt nạ màu đen lộ ra vô tận sát ý. Ngươi là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Bại Vô Ngân đứng ở nơi xa, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi là Tiêu Phàm, 4 tháng trước, mấy chục tên chiến hoàng ninh gia đều chết dưới một kiếm này. Có tu sĩ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, toàn thân đều run rẩy lên. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, không nghĩ tới lại bị người khác nhận ra, bất quá cũng rất bình thường, dù sao tham gia sát phương thí luyện có không ít người đại ly đế triều. Tiêu Phàm, ngươi là Tiêu Phàm, ngược lại Truy Mệnh nghe thấy danh tự Tiêu Phàm, đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Còn người Tiêu Phàm rất bình tĩnh, chính diện giao chiến, tu sĩ chiến hoàng cảnh hắn thật đúng là không e ngại bất luận kẻ nào. Vòng thứ nhất thí luyện tại Long Hoàng Đế Đô, huyết thủ phải chăng chết ở trong tay ngươi. Truy Mệnh nhe răng trợn mắt, sát khí lặng yên xuất hiện, căm tức nhìn Tiêu Phàm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ta giết không ít người, không biết ngươi nói là tên nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong đầu lại là trong nháy mắt hồi tưởng lại một thân ảnh mơ hồ. Ngươi có biết huyết thủ là đệ đệ ta, ngươi giết hắn, vậy thì chôn cùng hắn đi, không chỉ là ngươi, còn có tất cả mọi người Tiêu gia ngươi đều phải chôn cùng đệ đệ ta. Truy Mệnh sát cơ hiển hiện, một trận hàn băng chi khí tràn ngập xuất ra, nhiệt độ hư không bỗng hạ thấp mấy độ. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, khó trách lúc trước có người uy hiếp hắn, nói giết huyết thủ sẽ như thế nào, chỉ là hắn một mực không đặt ở trong lòng mà thôi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ca ca huyết thủ. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm nghe được lời nói uy hiếp của Truy Mệnh, đoán chừng đã sớm sát cơ bừng bừng. Nhưng là hiện tại lĩnh ngộ Tiêu Phàm tứ trọng sát ý, sắc mặt thập phần bình tĩnh, bất quá hắn sát ý trong lòng lại là lặng yên dâng lên. Chỉ là căn bản không ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn mà thôi. Nếu đến tham gia sát phương thí luyện thì phải chuẩn bị tâm lý, ngươi ngay cả điểm giác ngộ này đều không có, còn tới làm sát thủ. Tiêu Phàm mặt coi thường. Sát phương thí luyện vốn là người ăn thịt người, chết người là việc rất bình thường. Tiêu Phàm bình thường đều sẽ không chủ động đi giết người, trừ phi uy hiếp người có quan hệ cùng hắn, giống như huyết yêu nhiều lần trước. Tiêu Phàm lúc đó mới chủ động gài bẫy diệt hơn 60 tên sát thủ Diêm La Phủ. Đương nhiên, Truy Mệnh tới tìm hắn báo thù cũng không có gì đáng trách,
nhưng muốn giết Tiêu Phàm hắn phải chuẩn bị tinh thần phải chết. Nếu ngươi đã có giác ngộ này, vậy ngươi hãy chết đi. Truy Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới gần Tiêu Phàm, ngay tại lúc đó, kiếm quang đáng sợ phóng lên tận trời, dường như một đầu mãnh thú hồng hoang thoát khỏi lồng giam, tản ra cuồng dã cùng hung mãnh vốn có. Tốc độ Truy Mệnh rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, kiếm hắn đồng thời chớp lóe. Hắn mặc dù chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng tốc độ hắn bộc phát cùng hồn lực ba động, tuyệt đối không kém gì chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phủ chiến hoàng. Cảm nhận được cỗ kiếm khí sắc bén kia, khuôn mặt Tiêu Phàm có chút đau nhói, hắn chậm rãi nâng kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng chém ra, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Kiếm trong tay hắn còn chưa chém xuống, hư không đã trải xuất hiện một dòng kiếm hà đáng sợ. Tứ trọng sát phạt chi ý, sát phạt chi kiếm. Trong lòng khẽ nói một tiếng, kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí ba động quỷ dị, căn bản không thể dùng mắt thường thấy được. Chỉ có Truy Mệnh có thể từ khí tức mà thấy được kiếm ảnh màu đỏ đang cấp tốc đánh tới hắn, thậm chí toàn bộ hư không đều rất giống bị nhuộm thành màu đỏ, làm hắn không có nơi nào để trốn. Tựa như một kiếm này không còn là kiếm quang, mà là huyết sắc quang hải, bao phủ tất cả, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đường cong tròn màu đỏ, nhanh như thiểm điện, càng ngày càng lớn trong con mắt hắn. Phốc, không có kiếm rít đáng sợ, không có tiếng gào thét thê lương, vẻn vẹn chỉ có một tiếng vang giòn, Truy Mệnh kiếm quang trong nháy mắt bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, thân ảnh Truy Mệnh rằng co tại chỗ, mặt nạ vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sắp chết nhìn qua vị trí Tiêu Phàm, tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Ngay sau đó, Truy Mệnh đột nhiên rơi xuống mặt đất, cả người không còn một chút sinh cơ nào. Ittt, trong lòng đám người rung động mãnh liệt, thanh âm hít vào lương khí vang lên. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm liền chém chết Truy Mệnh, đây là thực lực đáng sợ đến bực nào. Quan trọng nhất là bọn hắn căn bản không thấy rõ một kiếm kia như thế nào thì Truy Mệnh đã chết. Tất cả người ở đây có lẽ chỉ có Truy Mệnh thấy rõ huyết sắc quang mang kia, tuy hắn may mắn nhìn thấy được, nhưng hắn đã chết. Hô, những người vừa rồi còn chuẩn bị tập sát Tiêu Phàm bỗng bị dọa đến điên cuồng chạy trốn, ngay cả Truy Mệnh đều bị một kiếm giết, mấy tên tôm tép như bọn hắn làm sao có thể làm đối thủ. Khóe miệng hai người Vô Tâm và Bại Vô Ngân hung hăng co quắp, Vô Tâm còn đỡ, đeo mặt nạ nhìn không thấy khuôn mặt hắn, nhưng sắc mặt Bại Vô Ngân giờ phút này lại là hoàn toàn trắng bệch. Các ngươi không phải muốn kiếm của ta sao? Vẫn còn cơ hội đây. Tiêu Phàm chậm rãi nâng trường kiếm lên, chỉ hai người Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân nơi xa, thập phần bình tĩnh nói ra. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, khóe miệng hai người Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân giật một cái. Muốn kiếm của ngươi, ai còn dám muốn kiếm của ngươi, Truy Mệnh đều bị ngươi một kiếm chém chết, chúng ta chỉ ngang ngang với Truy Mệnh, làm sao có thể làm đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng nhìn ra hai người không dám tiếp tục xuất thủ, lộ ra một tia tiếc hận, tựa như vì không có cớ giết hai người mà tiếc hận. Hai người Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân sầm mặt lại, hai người bọn hắn dù sao cũng là nhân vật có số bên trong Nam Vực Cửu Đại Đế Triều, làm sao lại bị người khác khinh thường như thế. Cái tên Tiêu Phàm bọn hắn cũng đã được nghe nói, chiến hoàng trung kỳ, chém giết qua hoàng phủ chiến hoàng. Dạng sự tình này bọn hắn cũng có thể làm được. Nếu như không phải Tiêu Phàm vừa chém một kiếm kia, hai người ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm, bởi vì theo hai người thấy Tiêu Phàm cường đại vẫn là do dựa vào thanh kiếm trong tay này. Tiêu Phàm, nếu không có thanh kiếm đó thì ngươi tính là cái gì? Bại Vô Ngân chẳng những không có rời đi, ngược lại đột nhiên phóng ra một bước, chiến ý bành trướng xông thẳng đến Tiêu Phàm à. Ồ, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, Bại Vô Ngân lại còn dám chủ động khiêu khích hắn. Hắn nhất thời cũng hứng thú, vừa vặn những ngày qua không có hảo hảo động thủ một lần. Muốn hoàn thành hai cái nhiệm vụ còn lại cũng không phải là sự tình trong thời gian ngắn, vậy liền dứt khoát tìm một chút sự tình thú vị. Bại ngươi, không sử dụng kiếm cũng được. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm phổ thông, sau đó từng bước một đi đến Bại Vô Ngân. Bại Vô Ngân nhếch miệng cười quỷ dị, không có mảy may e ngại hướng về Tiêu Phàm đi đến. Trong tay dẫn theo một chuôi huyết sắc trường kiếm, lóe ra huyết mang, lăng lệ khiếp người. Điểm kiếm, Bại Vô Ngân đột nhiên quát nhẹ một tiếng,
Trường kiếm trong tay khẽ run lên, một cái huyết sắc quang điểm từ mũi kiếm xuất hiện, sau đó đột nhiên như là cực quang bắn ra, trong nháy mắt liền đi tới vị trí Tiêu Phàm. Có ý tứ. Trong đôi mắt Tiêu Phàm lóe qua một tia phong mang. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chỗ huyền diệu của một kiếm này, đem tất cả kiếm khí, hồn lực, cùng sát ý ngưng tụ lại từng chút một. Bởi vì vô tình nhất kích của hắn, cũng vẻn vẹn đem tất cả thế công ngưng tụ cùng một đường mà thôi. Chẳng qua sự khác biệt là tốc độ vô tình nhất kích càng nhanh, bởi vì Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ khoái mạn chi ý. Hô một tiếng, Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát một kiếm giết đến. Gần như đồng thời, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đáng sợ, chỉ thấy cái kia một chút quang mang đột nhiên cấp tốc phóng đại, tại hư không nổ tung, hình thành một vòng ánh sáng lôi xé hư không. Nếu như bị đánh trúng, tu sĩ tất nhiên sẽ bị vầng sáng kiếm khí xé nát, căn bản không có may mắn nào. Một kiếm này không tệ, có lẽ ta có thể cải tiến vô tình nhất kích một chút. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, cũng đúng lúc này, Bại Vô Ngân đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Bang, không hề nghĩ ngợi, Tiêu Phàm trực tiếp dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, cùng huyết sắc trường kiếm Bại Vô Ngân đâm vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn kim loại tiếng ma sát 10 điểm chói tai. Tiêu Phàm đứng ở hư không không nhúc nhích tí nào, nghiền ngẫm nhìn Bại Vô Ngân, đây chính là cái gọi là thực lực để đánh bại ta. Tiệt kiếm, Bại Vô Ngân trợn mắt chừng một cái, trường kiếm đột nhiên chuyển động. Hồn lực tràn vào bên trong huyết kiếm, quang mang huyết kiếm đại thịnh, một chùm sáng lôi điện tử đáp xuống, xông thẳng đến ngực Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, trở tay nhấc lên, trường kiếm màu trắng ngăn trở chùm sáng kia, bang một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nứt gãy. Nhưng mà chùm sáng màu đỏ lại không tránh không lùi, xông thẳng đến ngực hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, Tiêu Phàm vội vàng đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát một kích tất sát. Tiêu Phàm tâm nhắc đến cổ họng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta vẫn xem thường hắn, vừa nãy hắn cố ý tới gần mình, lại thừa dịp ta không sẵn sàng xuất thủ, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý của ta, Bại Vô Ngân xác thực xem như một kỳ tài, đây là chiêu thức sát thủ chân chính. Ngươi đi đi, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, chậm rãi thu liễm sát ý, không định tiếp tục cùng Bại Vô Ngân giao thủ. Làm sao, ngươi sợ, sắc mặt Bại Vô Ngân sững sờ. Chiến đấu còn không có đình chỉ, làm sao có thể không đánh, việc này khiến hắn thập phần khó chịu, cảm giác bị xem thường. Ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bại Vô Ngân vẫn là địch nhân của hắn, Tiêu Phàm nếu quả thật xuất thủ, cho dù không cần tu la kiếm cũng có thể trong nháy mắt nghiền ép Bại Vô Ngân, dù sao Tiêu Phàm là người lĩnh ngộ tứ trọng sát ý. Cho nên Tiêu Phàm mới không muốn cùng Bại Vô Ngân đánh thật. Vạn nhất hắn nhịn không được sẽ giết chết Bại Vô Ngân. Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, bây giờ sát tâm đã triệt để thu phóng tự nhiên. Giết ta, nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi còn sẽ thủ hạ lưu tình sao? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Bại Vô Ngân cười lạnh nói, căn bản không định dừng tay lúc này. Hắn lần nữa đánh tới Tiêu Phàm, khí thế trên người lần nữa cường đại mấy phần, muốn nhất kích tất sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ, như là thuấn di, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Bại Vô Ngân. Một vệt sáng từ trong tay hắn lóe qua, trực tiếp bắn vào thể nội Bại Vô Ngân, thân thể Bại Vô Ngân cứng đờ, kiếm trong tay rơi xuống. Con người hắn run rẩy không thôi, gian nan ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, hắn phát hiện mình tựa như một con gà con, căn bản không động được mảy may. Thậm chí nếu như không có Tiêu Phàm kéo hắn, Bại Vô Ngân ngay cả năng lực ngự không cũng không có. Ngươi đã làm gì ta? Bại Vô Ngân nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm vậy mà dễ như trở bàn tay liền chế trụ hắn, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, giết ngươi, rất đơn giản. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm một trưởng vỗ tại bên trên lồng ngực Bại Vô Ngân. Một vệt sáng bắn ra rơi vào trong tay Tiêu Phàm, mà Bại Vô Ngân lại trực tiếp rơi xuống phía dưới. Còn không có rơi đến trên mặt đất, Bại Vô Ngân đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể động, nhưng là giờ phút này hắn hận không thể mình bị ngã chết. Bởi vì loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, cảm giác Tiêu Phàm có thể thao túng sinh tử hắn quá dễ dàng,
một loại cảm giác thất bại chưa bao giờ có quanh quẩn trong lòng. Bại Vô Ngân đứng sừng sững hư không, con người màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trên không trung, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt thập phần bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng mà theo Bại Vô Ngân, Tiêu Phàm tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua. Hắn vẫn cho rằng Tiêu Phàm bởi vì có được thanh kiếm cường đại kia mới có thể chém giết Truy Mệnh dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại hắn mới biết, thực lực chân chính của Tiêu Phàm rất đáng sợ, thậm chí hắn hâm mộ Truy Mệnh có thể thống khoái chết đi, mà hắn lại không có cách nào gạt đi được sự sỉ nhục này. Nơi xa, trong lòng Vô Tâm hung ác xúc động một cái, hắn lúc đầu cũng chuẩn tìm Tiêu Phàm luận bàn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế loại xúc động kia, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Bại Vô Ngân phía dưới, cũng quay người hướng về nơi xa lao nhanh đi, về phần những người ẩn nấp kia, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có quan tâm tới. Chém giết Truy Mệnh, chiến thắng Bại Vô Ngân, Tiêu Phàm cũng không quá quan tâm, hắn lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, tâm cảnh cũng triệt để phát sinh biến hóa. Sở dĩ không có giết chết Bại Vô Ngân là bởi vì hắn cảm thấy giết Bại Vô Ngân quá đáng tiếc. Chỉ hai chiêu chiến kỹ điểm kiếm cùng tiệt kiếm là Tiêu Phàm không thể không bội phục. Hơn nữa, hắn cũng từ bên trong hai chiêu kiếm chiêu có lĩnh ngộ, có thể cải thiện vô tình nhất kích, thậm chí lĩnh ngộ chiến kỹ mới. Rời khỏi động phủ, Tiêu Phàm tiếp tục tìm kiếm bản đồ nhiệm vụ, dãy núi này thập phần mênh mông, Tiêu Phàm lại tìm kiếm thời gian 7 ngày, lúc này mới rốt cục tìm tới manh mối nhiệm vụ tứ tinh. Giờ phút này, hắn dừng lại ở một chỗ trên sườn núi. Nhìn chăm chú lên một mảnh biển hoa mênh mông cách đó không xa. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi chỗ sâu trong sơn mạch này, vẫn còn có địa phương mỹ diệu như thế. Trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng, từng con ong mật đủ loại màu sắc bay múa bên trong biển hoa, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Tiêu Phàm sở dĩ phát hiện nơi đây cũng bởi vì bị loại hương thơm này hấp dẫn tới, khi hắn nhìn thấy những con ong mật đó. Tiêu Phàm mới xác định được địa đồ nhiệm vụ tứ tinh khả năng ngay tại nơi này. Trước đó hắn ở trên không trung dọc theo mảnh biển hoa đi một vòng, hắn thập phần xác định, phong hoàng tương mà hắn cần 89 phần 10 ở bên trong biển hoa này. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy lít nha lít nhít ong mật, tâm Tiêu Phàm đều lạnh một nửa. Dù hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý cũng không thể nào là đối thủ của đám ong mật này. Thất phẩm hồn thú tinh huyễn phong. Thật đúng là phiền phức rồi. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác nhiệm vụ tứ tinh, so với nhiệm vụ ngũ tinh còn muốn gian nan hơn. Tinh huyễn phong, hồn thú thất giai quần cư, đây là một cái đáng sợ quần thể, dù là cường giả chiến đế cảnh cũng chưa chắc dám chính diện giao phong. Tinh huyễn phong có một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, chính là quanh thân bọn chúng có thể phát ra một loại quang mang quỷ dị, có thể làm cho người ta lâm vào bên trong một loại huyễn cảnh. Chỉ cần tu sĩ lâm vào bên trong huyễn cảnh, tinh huyễn phong liền sẽ lập tức khai triển công kích, loại thủ đoạn này thập phần quỷ dị, người bình thường căn bản không ngăn được. Trừ phi có nghị lực kiên cường, có thể trong nháy mắt từ bên trong huyễn cảnh tỉnh lại, bằng không nói, dù là chiến hoàng cảnh cũng thập tử vô sinh. Hơn nữa, thể nội bọn chúng có một cái gai độc, độc này thập phần đáng sợ, dù là cường giả chiến hoàng cảnh, một khi bị bọn gai độc bắn chúng sẽ có thể bị mất mạng tại chỗ. Đương nhiên, tinh huyễn phong cũng không phải vô địch. Gai độc này của bọn chúng chỉ có một cái, hơn nữa, một khi gai độc này bắn ra thì cũng đại biểu cho sinh mệnh của nó đã đi đến điểm cuối. Cho nên, gai độc cũng tương đương với một kích cuối cùng của tinh huyễn phong. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa, thô liếc sơ một cái, hồn thú bên trong biển hoa nhiều đến hàng vạn, hơn nữa đại bộ phận đều là lục giai trở lên. Thất giai đại biểu cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là tương đương với cường giả chiến hoàng cảnh của nhân loại. Đến chiến vương cảnh lấy hàng vạn mà tính, cũng thực không phải khủng bố bình thường. Mà trong đó có một phần mười là tinh huyễn phong thất giai trở lên, vậy càng là tương đương với cường giả chiến hoàng cảnh, dù là Tiêu Phàm đụng phải cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là điểm làm trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu, đã tìm tới nơi làm nhiệm vụ rồi, nhưng lại căn bản không dám tới gần. Tinh huyễn phong hẳn là cũng có nhược điểm, không có khả năng thật vô địch đi, bằng không hồn thú sơn mạch đã sớm bị bọn chúng thống trị. Tiêu Phàm sờ lên cằm, chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ. Nếu hắn dùng man lực xông vào bên trong đám tinh huyễn phong lấy nửa lượng phong hoàng tương,
đó tuyệt đối không có khả năng, nhiệm vụ nếu xuất hiện, hơn nữa chỉ là nhiệm vụ tứ tinh, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này có khả năng hoàn thành. Chí ít so với nhiệm vụ ngũ tinh lấy lông vũ trên đầu của Phượng Vĩ Hỏa Điểu sẽ dễ dàng một chút. Tiêu Phàm không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong biển hoa, chú ý đến nhất cử nhất động của Tinh Huyễn Phong, trong đầu cũng lóe qua từng đợt suy nghĩ. Lúc này, màn đêm chậm rãi giáng lâm, Tinh Huyễn Phong trong biển hoa đột nhiên giống như thủy triều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, sau một lát đã không thấy tăm hơi. Ngay tại lúc đó, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chậm chạp nói, đúng rồi, Tinh Huyễn Phong khác với những hồn thú khác, bọn chúng chỉ hoạt động vào ban ngày, đến tối đều sẽ nghỉ ngơi, chỉ có số ít ong thợ sẽ tuần tra, kể từ đó chỉ cần né qua những dò xét của đám ong thợ, chẳng phải có khả năng lấy được phong hoàng tương sao. Tiêu Phàm mừng thầm trong lòng, ca đúng là thiên tài mà, có lẽ lấy phong hoàng tương cũng không phải là sự tình như thế. Bất quá, Tiêu Phàm không có lập tức động thủ, hiện tại Tinh Huyễn Phong vừa mới thối lui. Trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát tựa vào bên trên một gốc cổ thụ, chờ đợi thời gian trôi qua, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối gỗ, tay còn lạ nắm một con dao điêu khắc. Tiêu Phàm rất nhanh liền chìm vào trạng thái điêu khắc, quên hết tất cả. Thời gian thong thả trôi qua, hai canh giờ rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên, con người sắc bén lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi xa. Quả nhiên như hắn sở liệu, biển hoa vào ban đêm lộ ra sự yên tĩnh, rốt cuộc không có hồn lực ba động gì, Tinh Huyễn Phong 89 phần 10 cũng đã tiến vào mộng đẹp. Tiêu Phàm nhìn tầm 10 con mộc điêu bên cạnh hắn, mộc điêu điêu khắc hình con bướm, thuật điêu khắc của Tiêu Phàm bây giờ đã có tiến bộ rất lớn, hoàn toàn không phải mấy tháng trước có thể so sánh. Trong nháy mắt, một đạo hồn lực đột nhiên bắn vào bên trong tầm 10 con bướm gỗ kia, ngay sau đó, quanh thân bướm gỗ tản ra quang mang hừng hực, đường vân toàn thân xoay tròn. Sau ba hơi thở, quang mang biến mất, mà bướm gỗ liền bắt đầu chớp động đôi cánh, sinh động như thật, cùng hồn thú chân chính không có chút khác biệt nào, chỉ là thiếu khuyết hồn lực ba động mà thôi. Lại thêm toàn thân 10 con bướm đều là màu đen, ở trong bóng đêm nếu dùng mắt thường thì vô cùng khó thấy, dù là Tiêu Phàm nếu như không phải tâm ý tương thông cùng 10 cái hồn điêu này. Hắn cũng không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Đi thôi, thay ta tìm tới vị trí phong hoàng tương. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, 10 con hồn điêu thú đột nhiên hướng về nơi xa lao nhanh đi, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, một mình hắn tìm phong hoàng tương không biết tìm tới lúc nào, có 10 con bướm gỗ này thì tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa căn bản không cần lo lắng bị Tinh Huyễn Phong phát hiện, đến thời điểm, hắn chỉ cần lặng yên ẩn núp đi qua cầm phong hoàng tương chạy là được. Mặc dù đánh không lại một nhóm Tinh Huyễn Phong, nhưng lấy tốc độ của hắn thì chạy vẫn không có vấn đề gì. Tiêu Phàm lặng lặng ngồi ở trên cây, chờ đợi tin tức của 10 con bướm gỗ, nửa canh giờ rất nhanh lại qua, nhưng mà 10 con bướm gỗ thật lâu không có trở về. Không lẽ phát sinh việc gì ngoài ý muốn? Tiêu Phàm thầm nói. Mặc dù 10 con bướm kia là hồn điêu thú, rất khó bị phát hiện, nhưng bọn chúng chỉ tương đương với hồn thú tứ giai, nếu như gặp phải Tinh Huyễn Phong thì rất khó là đối thủ. Nếu không để U Linh Nhất Hào đi thử xem, Tiêu Phàm cau mày một cái, vừa mới chuẩn bị lấy ra, nhưng mà lúc này, đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh hướng về biển hoa phóng đi. Lại có người có nhiệm vụ giống ta, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên có một con bướm bay trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.